Chào La Dũng, kêu anh em vô lại lẹ đi mấy em ơi. Đang hot. Chào các bạn, kêu anh em vô lại lẹ nha. Chỉ chờ Hà Ngân đi kiếm Hà Ngân đi, nhắn tin vô coi chắc Hà Ngân đang la liếm ở diễn đàn nào á. Cần lắm những người ở gần nhà mẹ nắm. Hà Ngân đâu cũng lên đây. Mấy em tuyển những người ở gần nhà hạ nắm mẹ nắm đi mấy em. Rồi, chào anh Phong Hoàng. Chuẩn bị đề tài nha, lên trình bày ngắn gọn nha. La liếm bán hàng được không boss? Nói chung ai cũng sống phải, ai cũng phải ăn mà sống, đúng không? Mày cứ kiếm tiền mọi lúc mọi nơi đi. Nguyên quan điểm của anh đó là gì cũng vậy thôi, ai cũng phải ăn để sống. À, nói chung là bao giờ mày thấy không, ở Việt Nam kẹt xe thì cũng phải ra bán nước. Tao bảo đảm mày, kẹt xe ở Việt Nam này mấy ông bán nước nhiều lắm, kiếm ăn được lắm em. Xong Hùng Phạm cho anh lên rồi, mấy bạn kêu chú Hùng Phạm vô nói tiếp vụ đó đi, hay là chú nói xong là anh cứ lên đi. Trong thời gian chờ đợi thì anh cứ lên trước 5 phút, xong là chú Hùng Phạm chú có gì chú vô nữa. Rồi anh Jason anh có gì anh vô nữa. Em ở chung thành phố với mẹ nắm. Khi có tin bắt trên đài Khánh Hòa em mới biết boss ạ. À, mày ở chung thành phố thì nó sao bắt à, phải ở sát nhà kia mới rành, hiểu không? Ông Lưu Ly ông đâu rồi ta? Bữa nay chủ nhật ông nghỉ làm mà ông đi la liếm đâu nữa rồi? Thằng cha đó chỉ có tật qua diễn đàn của anh mới ngoan em. Trời đất ơi, qua mấy diễn đàn khác cũng hổ báo cáo tròn dữ lắm nha. Có gì hot vậy anh? Trời đất ơi, đang đấu tranh, đang tranh luận phản biện đa chiều mà, hiểu không? Anh ơi ốm quá nên uống mát em. Rồi mà anh Hoàng Ngọc lên giao lưu trước nha. Yếu sinh lý nha anh, em mà anh làm lâu quá em chịu không nổi đâu đó. Giờ đầu óc em ngu ngu rồi, nói ngắn nhớ, nói dài không nhớ khỉ hết. Sao mà không được ta? Rồi mà anh rồi đó. Em nghe ý kiến của một anh mà em con cũng chưa biết ai nữa, không biết ở trong nước hay ngoài nước, lên nói một số vấn đề. Rồi, anh chào Duy Nguyễn nhá. Anh chào tất cả mọi người trên diễn. Vừa nãy nghe anh Hùng Phạm anh nói thì anh thấy này em này. Dạ. Ông nói tức là ông nói theo kiểu cực đoan của cái những cái người chống cộng cực đoan ở bên hải ngoại thì tất nhiên nó là do cái ý của ông thôi. Nhưng mà anh thấy ở trong Việt Nam mình có nhiều cái mình nhận định nó là như này này. Cái đấu tranh thực sự hay không thì là rất ít em ạ. Mà đấu tranh cái mục đích của người ta là vì tiền, chứ không như những người cộng sản, người ta đấu tranh là đấu tranh vì lý tưởng. Em nhớ. Bây giờ đầu tiên phải nói là bây giờ mẹ lấm nhá. Thì như anh biết là không có chồng. Tức là này có hai con, có một mẹ. Cái đó thì em không biết. Đề tư thì em không. Không đấy. Sách báo. À tức là không có chồng không mà có hai con hả? Ờ. Thứ nhất thứ hai là bây giờ anh em mình phải khẳng định rằng như Duy biết đấy thì mẹ lấm làm nghề này thì chắc chắn là trước đây thì mẹ lấm là đầu tiên phải nói là người lười lao động đã, đúng không? Buôn thúng bán bưng hoặc là cái gì đó mà không đủ sống, tự dưng bước chân vào nghề dân chủ để thấy tiền nó kiếm dễ. Mẹ lấm thì nó xuất phát từ cái là do hải ngoại người ta gửi tiền về, đâm ra mới thành cái đấu tranh quyết liệt kiểu đấy, em hiểu không? Vì là lười lao động có tiền đâu, buộc phải làm thôi. Thế nên là ông Hùng Phạm ông bảo là, nhưng mà bây giờ phải nói là ông bảo là lên chúc mừng mẹ lấm thì anh cũng chúc mừng thật thôi cho bà ấy. Đi cho Việt Nam coi như là nó mất đi một cái blog mà chuyên nói xấu, tức là về cái nhà nước của mình, về cái đất nước của mình để lấy đồng tiền bịch thì thôi bà ấy đi cho đất nước nó sạch. Cũng như anh nói thật, cũng như ông Cú Hiểu Vũ, ông đã từng xuống những khu nhà anh Hải Phòng. Chắc các em biết là ông Nguyễn Xuân Nghĩa bây giờ ở nước ngoài, em biết rồi. Ông biết Vũ Cao Quận,
ông Nguyễn Tính. Cái ông Nguyễn Sư Nguyễn nghĩa mà anh nói là cái tóc cũng hai mái giống em mà màu đỏ ok trắng đúng không? ok Dạ rồi. bộ ba thần thánh em nhé, ở Hải Phòng. Anh đọc luôn nha em nhé, ông Vũ Cao Quận này, ông Nguyễn Dạ. Xuân Nghĩa này, và ông Nguyễn Hữu Tính ở bên xe Dạ. Liệm Nghĩa. Thì anh nói Dạ. em nghe, ông Nguyễn Hữu Tính bây giờ là ông cai rồi, ông bảo thôi không tranh tranh đấu nhất Dạ. cả. Thì thực chất là các bố vì tiền nhưng mà các bố lại ăn chia không đều, mà Dạ. chính là ông Nghĩa là cái đầu trò, ông ăn tiền được. Đầu tiên Dạ. là ông Nguyễn Xuân Nghĩa đây, là ông ấy bị vỡ nợ em ạ, ông bị vỡ nợ Ở ở Việt Nam hả? Ở Việt Nam hả anh? Việt Nam, Không vỡ nợ ở đâu. ông bị vỡ nợ ở tại Việt Nam. Lúc Dạ. bây giờ 50 triệu thì em biết là to lắm, nó khoảng gần gần 20 năm nay, 25 năm nay. Là khoảng 50 năm triệu hai to lắm. ngàn đó anh, khoảng hai Đấy. ngàn đúng không? Đấy, còn Dạ. thậm chí còn trước cái nữa cơ. Ủa gì Thì ông bài vỡ vậy nợ thì ta? Ông Nguyễn Xuân Nghĩa nha, ông lên đài Người Việt TV, ông còn nói chuyện kinh tế, ông nói chuyện chính trị tờ luôn bây á. giờ ông lại bây giờ ông lại thành chuyên gia kinh tế, chứ trước đây thì không thế em phải chưa. Ở Việt Nam á thì ổng có bằng gì về kinh tế không anh, hay là ổng có làm gì kinh tế không, mà sao tự nhiên qua bển ổng có là chuyên gia kinh tế? Ông ấy là người cũng viết văn, ông làm gì Dạ. sau khi ông vỡ nợ bắt đầu ông chuyển sang dân chủ. Tức là bây Đâu. giờ nhá, anh chỉ cần nói đơn giản với em này này, anh chỉ cần nói với em đơn giản này này, sau khi tức là ông làm cơ quan sĩ nghiệp thì ông bị bất mãn, Dạ. bị mất mãn chế độ, bắt đầu mới chuyển sang làm nghề dân chủ, em hiểu không? Dạ. Trong Dạ đó bộ rồi. ba thần thánh thì là có ông Vũ Cao Quận là lớn nhất, ông Nguyễn Hữu Dạ. Tính ở bến xe Liệm Nghĩa, và ông này. Thì anh nói thật vì là thực ra cái việc này anh cũng không muốn nói, vì là cái ông Quận này liên quan nhà anh, liên Dạ. quan đến tức là thông gia ông rất hay, là thành ra mình không muốn nói va chạm. Đến là anh nói thật, đây là bộ ba thần thánh Dạ. nhá. Thì ông Nghĩa là ông là người có đầu nhất, Dạ. ông bị vỡ nợ 50 triệu thì tiền hải ngoại bơm về để mang đi biểu tình cách đây mấy chục năm em nhé. Dạ Ông rồi. cầm tiền ông đi thuê nghiện, lúc bây giờ thuê nghiện chỉ mấy chục thôi em ạ, chỉ mấy Dạ chục rồi. nghìn thôi thuê nghiện. Thôi Thế có phải là ông vì tiền không? Sau bậy khi ông quá. làm dân chủ, sau khi ông làm dân chủ một thời gian thì nó ông trả được hết nợ 50 triệu ấy. Có ăn được á. Ăn Mà vậy được có nhá. khi nào mà ở bên hải ngoại người ta gửi tiền về cho mình thuê xì ke, xong rồi ổng thuê ít rồi ổng nhiếm nhiếm chút đỉnh, ông lấy chút đỉnh không ta? Em ơi, chắc anh nghĩ là có hợp đồng cả. Thế nhưng chẳng qua Dạ. là bây giờ cái cụ thể anh em mình không nắm được thôi, bởi vì như này. Thì ông ấy giả sử ông bây giờ ông nhận 5.000 đô ở bên hải ngoại về. Thì ông tính bây Thôi giờ chừng hai biểu ngàn tình có thôi. khoảng 50 người, giả sử thế mỗi người mấy Dạ. chục. Đấy thì ông Dạ. đi thuê nguyện này, những người lang thang này, những người linh tinh ở khu khu vực này, khu vực xa, bắt đầu là ông ơi, mày đi đi tao cho mày 50. Thì em cứ hiểu đơn giản là Dạ. cái thời mà có khi đi làm cả ngày được 30, ông cho 50. Em không? Đi biểu tình lượng anh. Dạ dạ dạ. Dạ Thế đúng. thì lại nói cái ông Lê Xuân Nghĩa. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa thì anh nói em lại, tức là trong đội của ông Nguyễn Hữu Tính. Thế thì Dạ. sau khi hải ngoại bơm về thì ông này tức là ông đưa vợ ông vào làm một suất nữa. Đưa vợ ông vào làm một suất nữa. Giả sử như bây giờ đang ba Dạ. người mà chia bốn. Làm một suất nhé, thì sau đầu là ông ở nhà tôi có việc lọ, ông lại xin thêm 100-200 nữa. Trời. Em ra đây kiểu đấy. Thế ông tính ông mới chán, với sau đó ông tù lần cuối cùng đó, ông thôi ông bảo tôi chán, không làm dân chủ nữa vì thế. Ủa nhưng mà nhờ, theo như anh kể nãy giờ là ổng ở Việt Nam ổng làm ăn cũng được quá, vậy thì ông qua Mỹ làm chi vậy? Ông ấy qua Mỹ thì tức là cái đoạn mà ông qua Mỹ thì anh không nắm được em ạ. Dạ. Cái đoạn qua Mỹ thì anh không nắm được, nhưng chắc chắn là phải có tù có tội thì mới đi Mỹ, cũng như mẹ lắm này em đấy. Dạ. Bây giờ thực chất là nói anh nói thật nhé, đưa một cái mẹ lấm sang, người ta cũng dựa vào mẹ lấm để ăn tiền cả đấy em ạ, chứ không có không đâu em phải chưa, nào tiền quyên góp, Dạ. tiền nọ kia, tiền tất là chi phí. Thế lại nói về mẹ lấm, anh nói em nghe, cái ông Cù Huy và Vũ em biết là đệ tử của cái ông mà anh nói trong bộ ba thần thánh đấy, là nhà dưới đường Đà Nẵng là viên chỗ nhà anh này, anh không muốn nhắc tên em thông cảm nhé, bởi vì nó liên quan. Dạ. Không sao Cù đâu Huy anh, và cứ Vũ nói cho chơi thôi. không, ý anh muốn nói không nhắc tên ông Dạ kia đúng liên đúng, quan. anh có thể không nhắc, không sao đâu anh cứ nói một nhân thế vật nào thì đó thế cũng thì được, anh không nói cần em phải nhắc nghe, thì là ông Cù Huy Hà Vũ là đệ tử của cái ông ở dưới này, ở dưới gần nhà anh tên. này. Thì anh nói em nghe thì tức là một bước các ông có đi nhé, thì là đều công an theo dõi từ mấy chục năm trước mà em Dạ. đấy. Thì anh nói em nghe là cho đến cái khi mà bây giờ cái ông ở dưới này là ông bị liệt rồi, ông không làm gì nữa thì ông chỉ làm một chỗ liệt hết em. Lại nói mẹ lấm, thì bây giờ lại nhắc lại mẹ lấm, anh bây giờ anh nói
để ông Hùng Phạm ông nắm được rằng là chả có lý tưởng gì đâu. Ông Cù Huy và Vũ bây giờ ông sang bên đấy, ông ấy viết bài thì cũng chỉ được 20 đô một một bài thôi, như bà luật sư Bùi Kim Thành ấy. Khi 20 sang đô người ta rẻ ông... quá. Thế thôi em ơi. 500 nghìn rẻ quá. Rẻ rẻ không biết thì cũng đói đấy em ạ. Đầu tiên sang thì rẻ cũng phải viết nhé. Rẻ cũng phải viết. Thế bây giờ là những cái ông còn có trình độ chứ anh nghĩ là mẹ lấm thì không thể có trình độ mà viết bài được. Ở Việt Nam anh nói em nghe nhé, cỡ mẹ lấm chắc là cái đứa nào nó đưa cho mà viết thôi. Đấy, thế cho nên là sang bên Mỹ thì anh tin chắc rằng là mẹ lấm này cũng hết hơi. Làm ăn ở nước Mỹ là sòng phẳng ấy chứ nó không không như mình, nhưng mà nếu đi làm thì coi như anh không tham gia đấu tranh dân chủ nữa, đúng không? Mà người ta đưa anh sang là mục đích là tức là anh chửi mạnh vào, chứ không phải đưa anh sang để anh đi tìm việc khác anh làm, anh ổn định cuộc sống của anh là anh thôi, không không nói Đúng, rồi, cái này cũng có lý. nó liên quan đến nhiều thứ lắm em ạ, đừng cứ nghĩ là sướng. Đúng rồi. Chứ còn bây giờ ông Hùng Phạm bảo là chúc mừng anh, chúc mừng thật, chúc mừng cho đất nước Việt Nam đỡ mất, đỡ có một cái con người mà tự dưng nó nói xấu về 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 mình. Anh nói em nghe, về trong gia đình nhà mình nghèo khổ do mình đúng không, mình tự làm tự Đúng ăn, rồi. mình tính chưa ra mình chịu đúng không, mình không chịu khó mình nghèo là mình phải chịu. Chứ ở Việt Nam khẳng định rằng ai chịu khó làm ăn là đều có cả tiết kiệm đó em chứ. Chứ bây giờ đấy Đúng. cứ nói em, anh nói em nghe, bây giờ cứ làm ra làm chả ra làm sao cả, lao động phổ thông ông đòi 1 triệu ngày thì lấy đâu ra, đúng không, em công nhận không? Công Chứ nhận. bây giờ ông làm 500 ngày, ngày 500.000 ngày ông ăn 600 thì bây giờ cứ bảo làm sao nghèo. Anh Nghèo nói luôn. em, anh nói thật với em, bây giờ chỉ nói đơn giản như ông Trương Hữu Lộc ấy, bảo ông yêu nước ai tin được, cái mặt ông như thế, ông nhận như thế, ông yêu nước mà đi, ông lại đi nghiện vào. Thế cho nên anh nói em nghe, thực ra yêu nước thì các ông yêu nước xong các ông đấu tranh cho nhân dân Việt Nam thì nó là cả cái sự lỗ bịch, kể cả mẹ lấm. Thế còn cái ông Hùng Phạm này, ông là một cái con người bảo thủ thì anh phải nói là cái này này, có những lúc anh đầu tiên ông lên diễn đàn của Duy đấy thì anh cảm thấy là ông ấy nói thì có những cái ông không hiểu biết, nhưng bị người ta mắng, bị Duy mắng thì anh còn cảm thấy cực kỳ thương ông. Nhưng ông ở dưới ông comment thì ông biết là ông là người bảo thủ không thể tả, ông là người cực kỳ bảo thủ. Bây giờ anh nói Duy nghe, về một con người như anh em mình thôi, kể cả những việc mình tức là hiểu hay chưa hiểu, nhưng mình ngắm kỹ, mình phân tích ra thì mình hiểu, à nó là như thế chứ không thể là như thế, đúng không, em có nhận không? Đúng Đây rồi. các ông chỉ biết có một đường là cứ thế, cứ lật đổ cộng sản, cứ lật đổ cộng sản. Anh nói em nghe, bây giờ anh sẽ giả sử như anh chỉ nói như Duy thôi, khả năng của Duy là có thể mua được một cái xe rất chi đắt tiền, đúng không? Thế nhưng bây giờ cứ ép Duy phải mua cái máy bay thì bây giờ vay lợi lãi mà mua, Đúng rồi. đúng không, thì chắc chắn vỡ lở. Dạ đúng. Bây giờ cái điều kiện của Việt Nam mình chỉ có là đang đảng cộng sản đi lên từ từ, thế bây giờ cứ ép phải đa đảng thì anh nói em nghe thì phải vỡ lở chứ gì đó, phải bê bét ra gì đó, nó tựa tựa thế ạ. Cho nên là anh nói thật, nói chung là tất cả những người đi biểu tình anh nghĩ rằng trong đó là chỉ có 1.000 người thì may ra tức là có khoảng tầm 20 người người ta bị cực đoan, mà 20 người này cũng khả năng là người là những người chóp bu mà người ta nhận những đồng tiền, tức là nhận cả cục về xong bắt đầu đi kêu gọi đấy em ạ. Chứ còn thực chất ra nói là tất cả biểu tình biểu tiết rồi là tuyên truyền chống phá bằng tiền hết. Cũng như anh bây giờ mà anh nói thật với Duy, tôi chửi đảng chửi nhà nước mấy câu, bây giờ cứ quẳng cho anh 1 tỷ anh chửi vài câu ok sao cả, em hiểu không? Anh vì tiền cả thôi. Nhưng cái nói thật, tức là cái đồng tiền nó không đáng thì đừng làm, nhưng nếu nó làm hại cả một cộng đồng thì không nên làm, em chưa nói vậy thôi, mình chửi được nhưng mình làm những cái việc mà nó làm hại cộng đồng thì không nên. Nên người Việt anh nói thật, đi lên từ cái nền nông nghiệp lúa nước mọi người ai cũng biết rồi, đổ cát hoang tàn, chứ không phải như những cái đất nước kia nó đang nền công nghiệp nó bắt đầu nó bị đổ vỡ, nó đi lên thì nó lại là nhẹ khác. Người Việt Nam mình 545 xong rồi 545 xong đến 546 đại hội đảng lần thứ nhất ấy, Bác Hồ còn nói là tức là phải phải đưa ra 6 cái nhiệm vụ cấp bách, trong đó có một cái nhiệm vụ là tẩy lão là nhân dân, là từ giờ mình không còn là nô lệ nữa em ạ. Từ cái tư tưởng nô lệ nó hàng hơn 1.000 năm mà đi lên cho đến bây giờ, anh đang từ 575 cho đến bây giờ, nó là cả một cái thành thành quả nó phải nói là cực kỳ to lớn chứ không phải là nhỏ, cực kỳ to lớn. Nếu như những cái đất
không bị chiến tranh liên miên như Việt Nam, không bị nhiều bom đạn dội xuống như Việt Nam, không bị 77 triệu lít chất độc dioxin giải từ miền, không chắc đã phát triển bằng Việt Nam. Dạ. Lại còn kể cả cái cấm vận ấy. Đất nước người ta có bị cấm vận không? Mình bị cấm vận, mình bị chất độc, mình bị bom đạn, mình bị tan nát hoang tàn xây dựng ngay từ đầu. Còn cái lúc mà ông Hùng Phạm vượt biên ấy, thực ra lúc ấy có thể nói là đến 95% là do cái hoàn cảnh gia đình nghèo quá ở Việt Nam, làm không ra, buộc phải, tức là hy sinh. Có những người tức là có điều kiện cả gia đình đi, nhưng có điều kiện, có những người chỉ có điều kiện chỉ một người đi thôi, đi để giúp gia đình. Vì kinh tế là chính, không phải vì chính trị. Anh nói thật với Duy, ngay bản thân anh cũng muốn vượt biên bỏ xứ được, thế nhưng mà tiền đâu mà đi, anh nói, người ta chỉ tính hai chỉ vàng, lấy đâu mà đi. Nhà con đi được, nhà con còn khá. Đấy là sự thật em nhé. Anh năm nay, anh nói thật em, anh bằng tuổi coi như là Hùng Lân. Thì cái ngày đó anh nói em là phong trào vượt biên, vì nhà quá khổ, nhà anh 12 anh chị em thôi. Tiền đâu đi, tất cả cùng nghèo, bố mẹ già, nên đấy đâu mà đi. Anh nói em thật với em chứ, nhà nào mà có 2-3 chỉ vàng để mà đi cho một người đi đã là tốt lắm rồi. Nên cho là ông Hùng, ông bảo là do ông sợ cộng sản của ông đi, ông còn nói phép 90% là do cái cuộc sống này. Cái lúc bây giờ mới giải phóng xong, xong liên miên lại đánh Campuchia, lại đánh Tàu, đất nước coi như là làm ăn thì cái đường lối nó cũng chưa được tốt. Đấy, thế thì là dân rất nghèo. Dân rất nghèo thì người ta tìm đường người ta đi, nó là chuyện đương nhiên thôi, nó vì cuộc sống lại vậy. Tôi bảo nói về chính trị nhưng không có, xong sang bên đấy. Bây giờ sang bên nước ngoài thì nó lại như này, xảy ra việc này em ạ. Nhưng mà anh ơi, cái chuyện ngày hôm nay á, là mình nói về mẹ nấm á, thì anh nên tập trung vào cái chủ đề mẹ nấm đi, chứ bây giờ anh miên man mấy chuyện khổ quá. Duy không nhắc anh, nhắc anh từ lấy rồi thì anh cũng cắt xong rồi. Nhắc anh cắt rồi. Anh ở dưới có vài người ta muốn lên anh, người ta vấn đề mẹ nấm đang hot. Đấy thì mẹ nấm đấy thì anh chỉ nói đơn giản qua là cũng vì tiền thôi, chứ chả vì lý tưởng gì cả, đúng không? Dạ, sang rồi. Đấy chắc chắn là vất vả, không thể sướng được, chấm hết, anh xuống. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ. Thế thôi. Đó, tức là ý của anh đó là mẹ nấm là vì tiền, không vì lý tưởng hết. Ông mà thông qua vụ này mới biết ông Nguyễn Xuân Nghĩa ngày xưa ông nợ 50 triệu rồi, xong ông cầm tiền đi biểu tình, ông cho mấy người nghiện ma túy ta. Ông vụ này lạ nha, vụ này chưa biết à. Thấy ông Nguyễn Xuân Nghĩa ông lên nói chuyện chơi gì về kinh tế ghê lắm, ông bài tàu ác lắm á. Rồi vấn đề và chủ đề hôm nay mẹ nấm nha, chúng ta xoay quanh mẹ nấm từ nhiều cái góc độ lăng kính. Ủa anh Hảo lên luôn hả, thiệt không? Thôi xạo xạo. Ông Luli có đây không? Luli lên gấp vui 5 phút em đi toilet cho anh Luli được không? Rồi Quốc Huy lên không? Nãy giờ Quốc Huy thấy có ý kiến khác nè, Quốc Huy có lên không? Rồi cảm ơn Loli lên giùm em 5 phút em đi vệ sinh cái, uống mấy quỷ này vô. Không sao, chỉ lấy ý kiến thôi, đúng sai quan trọng. Ok. Ông mới tắm hả? Vừa tắm thôi. Ôi trời. Tắm thì đằng nào cũng phải tắm, trong một ngày phải tắm một lần, đằng nào cũng tắm trước đi. Quốc đi. Phải qua diễn đàn em phụ chứ em nói khoảng 7 tiếng luôn á. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa đây là không phải là ông Nguyễn Xuân Nghĩa mà hay nên nói trên SBTN hay là trên Việt Báo đâu. Ủa sao kỳ vậy? Ông Nguyễn Xuân Nghĩa này là ông chủ tịch hội đồng chủ tịch người Việt quốc gia Nam Cani ấy, ông mà có râu ria xồm xoàm đấy. Là cái ông mang nợ là ông nào? Đấy ông. Làm gì cái ông mang nợ? Thì cha làm gì cái ông mang nợ Việt Nam mà bệnh làm chủ tịch hội đồng ba, ông có lộn không Lý? Sao đó vậy? À cái vụ này cũng hay nè, bên nước ngoài ai biết ông này tránh gió chơi đi, tại vì bữa nay nó lòi ra cái manh mối này nữa. Sao những cái tượng đài của mình từ từ nó sụp đổ vậy trời? Anh lít lộn cái nút rồi vậy chứ. Rồi cái chuyện mà mẹ nắm tiếng Anh, tiếng Việt gì đó thì ok. Rồi bạn nào mà lên trình bày cũng được, 5 phút rồi trình bày là xong vấn đề đó rồi. Nhờ cái mẹ nắm á.
là Duy lộn Nguyễn Xuân Nghĩa, thì ai biết, còn nãy Duy hỏi Nguyễn Xuân Nghĩa tóc hai mái, thì Duy biết ông màu trắng trắng, ông đó thôi, cái ông bảy mấy tuổi đó. Tự nhiên rớt mạng. Cái hình như là tiếng bị vọng đúng không? Đâu vọng gì đâu. À. Tiếng em nghe bình thường, giọng bên trong á, đẹp á. Đấy thì hôm nay nói cứ mình cứ nói cái vấn đề mẹ nấm đi. Rồi nói về những người đấu tranh dân chủ nhân quyền trong Việt Nam đi. Thì theo như là mọi người đấy, thì là như chú Hùng Phạm vẫn nói đấy, thì cho lên cho nói lại chú Hùng Phạm một câu này. Vừa nãy là chú Hùng Phạm còn đây không chú Hùng Phạm à? Chú Hùng Phạm còn đây không? Thì nói với chú Hùng Phạm là ở Việt Nam là người ta có cái luật trục xuất. Thì cũng giống như trong gia đình của mình thôi, con cái mà không nghe lời bố mẹ đấy, một là bố mẹ trừng phạt bằng roi vọt, hai là bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, thì mẹ nấm, vấn đề mẹ nấm thì nó cũng như vậy thôi. Và đấy thì chú bảo là không không phải là trục xuất, thì cháu lên cháu chỉ nói lại với chú là mẹ nấm là bị trục xuất, nhà nước Việt Nam trục xuất, vì lúc này là mẹ nấm không còn cái quyền công dân nữa. Thì là không còn quyền công dân nữa, thì một là ngồi tù nhà Việt Nam, hai là người ta trục xuất ra khỏi, ai nhận người ta trục xuất. Đấy. Câu hỏi đó để lúc khác đi nương nì. Đó thì đấy là vấn đề về trục xuất. Thứ hai nữa là chú nói là chia buồn hay là chia vui đấy, thì cháu cũng nói thật. Thôi thì cũng giống như Duy ấy, tất cả mọi người xét về góc độ con người đó. Thì mình chia gọi là chúc mừng mẹ nấm đúng không, chúc mừng ha. Rồi đấy, đấy là về góc độ con người, và như chú nói cháu cũng rất là đồng ý về góc độ con người, ai mà được tự do rồi được làm những việc mình muốn là ok. Nhưng vấn đề nó nằm ở chỗ này là chúng ta cũng phải chúc mừng Việt Nam, nên là bớt đi một người như anh Ngọc Hoàng vừa nói, nên là bớt đi một người là nói xấu về chế độ và chống phá cái đường lối chính sách của Đảng và nhà nước đúng không? Vậy à, qua bên Mỹ nói cũng được vậy. Không, nhưng mà ở Việt Nam khác, ở Mỹ khác. Ở Việt Nam nói được trọng đề số cao hơn, dù 10 qua Mỹ nói cũng còn 3-4. Mình cứ nói chỉ đơn giản này thôi. Ở trong Việt Nam, ví dụ như những người đấu tranh như chú nói đấy, là nó có khoảng 200 người đang bị ngồi tù. Tức là trong cái số 96 triệu dân ấy, nó có khoảng 200 người. Thì ở bên Mỹ đấy, cái cộng đồng người Việt ở đó họ chống cộng thì nhiều như lợn con. Tức là ở Việt Nam thì cô là một ngôi sao. Đúng không? Nhiều như lợn con. Ở Việt Nam thì cô ấy là một ngôi sao. Thế nhưng mà sang bên Mỹ thì cái lúc này cô ấy cũng lại trở thành một trong trong số những người chống cộng rất là thường xuyên ở bên đó thôi, chả có gì cả. Còn đúng, tôi nói với các bạn, yêu nước, các bạn có thể nói là yêu nước không yêu Đảng, nhưng mà vấn đề đây nằm chỗ này là cái quyền lợi của đất nước nó đi liền với sự sáng suốt của Đảng. Đấy. Sự thành công trong đường lối lãnh đạo của Đảng, mà sự thành công này nó phải đóng góp từ cái việc các bạn phải ủng hộ cái đường lối chính sách của Đảng đó, chứ không thể nói là bây giờ bỏ yêu nước mà không yêu Đảng. Cái đấy là các bạn tách rời ra không đúng. Còn nói thật với lại mọi người một điều này, mẹ lắm ở Việt Nam đó, thì mẹ lắm cái con đường đấu tranh mẹ lắm thì dơ cao cái chủ nghĩa là ở yêu nước rồi là đấu tranh vì quyền lợi của Việt Nam, nhưng mà thực tế vì cái việc cô ấy đấu tranh nó sai và ảnh hưởng đến cái quyền lợi của những người khác, rõ ràng nó là nó có sự ảnh hưởng đó. Cho nên là ví dụ như là chú Hùng Phạm vừa nói đến cái vấn đề là chúng ta cái gì phải giúp đỡ những cái người mà ví dụ đi đường mà gặp những người mà chẳng may bị yếu thế gì đó thì chúng ta giúp đỡ, đấy là tình người đúng không? Thế nhưng chúng ta không thể nào mà giúp đỡ một người đang coi như là làm ảnh hưởng đến cái quyền lợi của mình được. Ví dụ như một thằng ăn cướp, nó đang cướp mình, làm sao mình giúp đỡ nó được, đúng không? Mình không khống chế nó thì thôi. Đó thì cháu chỉ nói với chú Hùng Phạm thôi. Còn cái vấn đề đấy, các chú ở bên đó mà đồng ý kiến rồi là ủng hộ cái con đường của mẹ nấm thì đấy là cái quan điểm của các chú. Còn ở tại Việt Nam là những người dân trong nước Việt Nam họ không đồng tình ủng hộ với cái cách làm của mẹ nấm. Thì... rồi thì giờ vấn đề tóm gọn về nè luôn đi, thì bây giờ diễn đàn chúng ta nó xảy ra hai luồng ý kiến. Một là ủng hộ mẹ nấm, hai là không ủng hộ mẹ nấm. Thì nãy giờ những gì anh trình bày là anh là thuộc luồng mà không ủng hộ mẹ nấm,
thì anh có đặt cái câu hỏi gì cho mấy cái bạn mà đang ủng hộ may mắn hay không để họ lên họ trả lời, chứ nãy giờ anh cứ nói chính kiến của anh không, anh đặt câu hỏi rồi diễn đàn đi về đâu anh? À, thế à? Bây giờ muốn đặt câu hỏi à? Thì mình bây giờ mình thực sự mà em nói thế đột ngột nên anh cũng chẳng biết là phải hỏi các bạn ấy cái điều gì. Đấy. Bởi Thì cứ trình bày tiếp đi, chút miễn là trước khi anh xuống là anh đặt câu hỏi được rồi. nãy anh Tám anh cũng không kịp nghe chú Hùng Phạm nói gì về mẹ nấm thì anh chỉ nên nói cái vấn đề là chú thì cũng hôm nay nói chuyện cũng rất là chung chung, nói chuyện nó cũng rất bình thường. Đúng không? Chúng ta không có cái gì là trái quan điểm cả. Hồi nãy chú Hùng Phạm có nói một câu đó là mẹ nấm bây giờ qua bên Mỹ á, Ừ. không cần sự ủng hộ của cộng đồng vẫn sống được, tại vì mẹ nấm là đi theo diện chính trị nên được chính phủ Mỹ bảo kê lo cho cuộc sống ăn ở. Thì cũng không có cái gì để phản đối cái vấn đề đó cả. Chính phủ Mỹ. Rồi, có hàng rồi, chú Bình Phương lên 2 phút kìa, Ok. thôi cho chú 5 phút luôn đó Ok. nha. Ừ. Cho chú lên 5 phút, không biết chú này phe nào tưởng. Rồi bây giờ mời nhân vật mới ngày hôm nay là chú Bình Phương nha. Chú Bình Phương này chắc mê mẹ nấm rồi. Để coi chú Bình Phương nói gì. Rồi mời chú Bình Phương. Đừng nói lên là Triệu Tư Long bóp chú vợ Lưu Bị nữa nha chú. Không chơi chiêu đó nữa nha. Rồi chào chú. Sao à, chào à, chào các bạn trên diễn đàn. À, sao mà cái đề tài mẹ nấm này mà dai dễ sợ gì? Không biết đâu. Bây giờ chúng ta Tại giờ chưa có gì mới thì này nó mới nãy giờ dai. chưa phải là có 2 trường phái phải không? Một có là ủng hộ mẹ Dạ. nấm, hai là không ủng hộ mẹ nấm. Rồi. Nhưng mà có trường phái thứ Rồi. ba nữa là chú nè. Chú Sao? là chú không ủng hộ hành động của mẹ nấm ở trong nước, nhưng mà chú ủng hộ cho mẹ Dạ. nấm đi qua Mỹ nha. Hả? Thì chú giải thích đi. Chú giải thích đi. Đó, thành ra là chú theo trường phái nó lưỡng cực chút. Nhưng mà cái chú thấy cái này vui nè, Duy, cái này nghề này làm ăn được đúng không? Nghề này làm ăn được rồi, Dạ. chú thấy là trong cái khó ló cái khôn rồi đó. Bây giờ mình phải làm ăn theo kiểu này nè. Bây giờ Mỹ là cũng thắng rồi đó, Mỹ thắng, Mỹ có Dạ. cái yêu cầu của Mỹ, Mỹ thắng. Hồi nãy chú đã comment đó đó. Dạ Bà rồi. gì, bà Nguyễn Đồng Chí Quỳnh này, Việt cô gì Nam mà cũng Đồng Chí thắng. Quỳnh này cũng thắng luôn. Bởi vì mục đích của Rồi. cô chỉ có vậy thôi. Rồi bây giờ Việt Dạ. Nam cũng thắng luôn. Thì như vậy tại sao mà tất cả chúng ta cùng thắng cùng vui vẻ mà không hợp tác? Mà xu hướng thế giới bây giờ là người ta là tất cả cùng thắng, win Vậy win thì mà. bây giờ á, chú nói ba cái thắng đó thì con hiểu, nhưng mà các bạn trên diễn đàn có thể chưa hiểu ba cái thắng của chú, thì chú nói rõ để cho các bạn trên diễn đàn người ta hiểu luôn ba cái thắng đi. À, Vậy mẹ nắm thắng ở điểm nào, mẹ nhà nước nắm thắng ở điểm thắng nào, thì bây giờ Mỹ mục đích thắng ở điểm là nào? tôi cá nhân chú nhận xét đó nha. Mẹ nắm thắng là dạ bởi vì dạ mục đích của mẹ nắm chẳng có nhân quyền dân chủ khí quái gì cả. Dân dân sành dành cái gì, dân cần nước sạch, cái gì cá dạ cần nước sạch, dân cần minh bạch, công an cần đúng cục gạch rồi. đó. Thêm câu nữa là công an cần cục gạch đó. Thành ra là chỉ là vậy thôi chứ còn mà dân chủ nhân quyền cái gì. Rồi xong, chủ yếu là để được đi qua bên kia, được qua thiên đường, bây giờ Dạ. là mang được 2 đứa con mang đến một cái đất nước mà nó có Dạ. cái nền giáo dục cao tốt Dạ rồi. đó. Như thế thì là Vậy 2 đứa con đó là là cái mình luận điểm này của chú là chú đồng ý với phe ủng hộ mẹ nấm. Ủa lộn, phản đối mẹ nấm. Đúng hả? không? Cái quan điểm mà chú ủng hộ cái việc mà việc làm mẹ nấm là không có dân chủ dân quyền gì cả, mà chỉ là cái vì cái vé visa Mỹ vì đổi đời của gia đình, là chú đang đồng ý với cái phe mà phản đối mẹ nấm đó. Trời ơi còn gì nữa. Bây giờ á, cái chuyện mà mẹ nắm là thắng là đúng rồi, còn Việt Nam thắng thì cái này mình chắc cũng không cần phải Chém nói gió chứ đi, gì hả. Diễn đàn chém bây giờ gió cái luôn thắng, đi. bây giờ chúng nói cái Việt thắng Nam đơn thắng giản chỗ nhỏ nào? nhất thôi, nhỏ nhất nha. Chứ còn cái chuyện mà cái Dạ. thắng mà bằng thuyết âm mưu đó thì thôi bỏ qua bên đi, mình không dám nói. Nhưng Rồi mà thắng nhỏ thôi, thắng nhỏ thôi. cái thắng nhỏ đó là đầu tiên hết là đỡ tốn cơm. Trời ơi, ăn có nhiêu đâu bác, vừa phải đó bác, keo kiệt vừa thôi. Phụ nữ ở tù ăn cơm ngày 3 bữa, mà huống hồ gì mẹ nắm tiệc thực nữa chú. Trời ơi, chú đàn Cái ông mà chú tính thắng này mới quá. nè Duy, cái thắng này mới là cái thắng quan trọng nè. Còn cái thuyết âm mưu đó là qua cái này nó lời lời nhiêu đó, là cái đó mình không có nói được, không có lời nhiêu mới không biết sao mình Dạ biết. rồi. Nhưng mà đó cái lời Dạ. này nè, mở ra được con đường làm ăn nha, mở ra được Là con cứ đường làm chống ăn. đấu tranh kiếm tiền hả? Tức là gì? Tức là tụi bay cứ việc đấu tranh đi Kiếm đó, rồi tiền. rồi tao 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 cho đi
đó, rồi tao kiếm lời chút đó vậy thôi thắng đó. đó. Rồi tới đây là các bạn đấu tranh dân chủ khác là thấy rồi đó, cái đường này là coi dễ ăn lắm nghe, chứ không phải dễ không khó đâu, nhưng mà nhớ theo dõi cái quy luật cung cầu đó, Ừ. phải theo dõi cái quy luật Vậy cung thì Mỹ cầu thắng ở điểm nào? hả. Vậy mà thì theo chú Mỹ thắng ở điểm nào? Theo chú thì Mỹ thắng ở điểm nào? Ủa thì cái chuyện đó mấy hôm nay mà mình đã phân tích quá nhiều rồi mà. Thứ nhất là về phiếu bầu. Nhưng cái này nếu À, mình phiếu nói đúng bầu. là À rồi, phiếu bầu. phiếu Đúng rồi, phiếu bầu. bầu, con Cái thứ đồng ý. hai nữa là như thế này nè. Mình phải nếu mà nói cái này nó nghiêm túc chứ không giỡn đùa nào, là Mỹ á, là một cái đất nước lúc nào cũng dương cao cái ngọn cờ dân chủ nhân quyền. Dân chủ nhân À. quyền. Thành ra đó, bây giờ ổng làm cái việc này thì á, là nó thể hiện cái gì? Thể hiện cái chuyện mà lấy phiếu, lấy tiếng rồi không nói. Nhưng ổng răng đe, ổng để cái con bài dự bị này ở đây. Đây là con bài dự bị. À, Việt Nam Nè. xuất nhập khẩu hoặc nghe lời hoặc là còn nằm trong quỹ đạo hay hoặc lãnh lôi kéo được thì mọi thứ này không có nhân quyền cái mẹ gì hết trơn á, có tiền là xong rồi. Nhưng đến có lúc nào đó Nè. cái quyền lợi hoặc là một số việc nó mâu thuẫn với nhau và nó không nghe lời được thì lúc đó anh quay lại anh sử dụng cái con bài nhân quyền này. Dạ Đây rồi, ý là nói là nhà Mỹ đang mắng ngân Việt Nam đúng không? đây Đó, là Mỹ cái đang chuyện mắng đầu ngân gì Việt lâu dài Nam. dài của ông á, cho Dạ. nên là lúc nào cũng vậy thôi. Tức Cái là cách cái ý chiến của lược chú của tao mình nói hoàn toàn luôn đi. Ý của chú nói là giờ Mỹ đang lợi dụng cái lá bài nhân quyền đúng không? Để làm dao treo lơ lửng trước mặt của đất nước mình. Nếu mà mình còn hợp tác còn này nọ còn kia được á thì thôi, còn nếu mà mình đó mà cái như mà trở mặt mà rắn quá đó thì dùng cái con bài nhân quyền này để phá rối đất nước mình. chính xác là Hiểu vậy chứ chưa? còn gì nữa. Từ xưa tới giờ là nó vậy rồi. Thành ra thôi chú nói Dạ rồi. chú xuống đây, cho nên chị nói là cái ngày này làm ăn được, nhưng mà khuyên Dạ 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 rồi 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 các dạ bạn dạ dân cảm chủ ơn chú. Dạ. là chú ý nha, quy luật cung cầu nha, đừng có thấy ta làm ăn được Dạ rồi. là làm ăn theo mà lỡ như mà cái bên kia người ta ngưng lại bất tử hay cái gì đó thì mình nằm ở trong đây cũng hơi lâu quá đó, là Dạ nguy rồi. hiểm nha. Rồi rồi cảm ơn Dạ. bạn. Dạ rồi. À, chú Bình Phương giống như là gì Châu Bá Thông quá bạn. Đúng không? Thấy gì thấy chú Bình Phương giống y như là Châu 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 Bá Thông của Việt Nam thời Á Mốc vậy đó. Rồi. Rồi xin mời ý kiến khác. Cứ im ngắn 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 vậy nó vui nè. Thôi giờ mình còn có ý kiến nào mà binh mẹ nắm không? Tức là ủng hộ mẹ nắm đi. Chứ nãy giờ nghe hai cái ý kiến là phản đối mẹ nắm rồi, nghe buồn quá. Rồi chú Hùng 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 Phạm còn đây không chú? Chú có đồng ý với chú Bình Phương không? Thấy chú Hùng Phạm với chú Bình Phương cũng trạc trạc tuổi á. Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai ra đầu là chết mẹ. Rồi. Vậy mời chú Hùng Phạm lên nói xoay quanh câu chuyện của mẹ nắm nữa nha. Cứ tập trung vào những ý kiến trước nha chú. Sếp ơi em gửi hàng rồi, sếp ơi cảm ơn em nha. Rồi chào mừng sự trở lại của chú Hùng Phạm. Rồi chào Duy với lại Hồ Phạm, xin kính chào tất cả các anh chị em trên diễn đàn again. Okay. Dạ. Thì đây bây giờ mình nói về vấn đề dân chủ đi, đúng không? Coi như là ai cũng có quyền có cái chính kiến của người ta hết. Đúng. Mình có nói là ai nói Đúng đúng sai đúng. đúng hết. Đúng Không? đúng đúng. Cái vấn đề mà nói sai nói đúng đó, là do cái người mà ở diễn đàn Người đó nghe họ chấp thôi, tức là cái quan điểm của họ thôi, tức là những cái cái quan quan điểm điểm của họ họ đúng không rồi chứng minh, họ cho rằng mình sai thôi đó. đúng đúng Nhưng mà theo con như vậy á, mình phải có quyền tự do mình nói đúng không, đúng mình sai thì mình chịu trách nhiệm thôi, chứ đâu phải là ông cấm người ta nói được. Ông đúng cấm người ta nói xã hội sao tiến bộ đúng đó, rồi con tư tưởng rất là cởi mở, nói chung là đúng con cuồng Mỹ vậy lắm. đó. Bởi vậy chú rất là thích cái cách nói chuyện của Duy, Chú có tức nghĩ là sao nói vậy à, mà trong cái khuôn trục lợi khổ mình tôn trọng nhau rồi mình đừng có chửi đúng nhau là rồi, được. mình không có quyền áp đặt cái chính kiến của mình cho người khác được, đúng rồi, mình Người phải khác à. tôn trọng hết. Ừ. Thì chú không nói ai sai đúng hết, nhưng mà bây giờ mình phân tách ra thôi, phân tách ra là bây giờ mình bỏ vấn đề chính trị qua một bên nha, dẹp chính trị qua một bên đi, Được ông rồi. nói mẹ nấm là
là phản động hay là yêu nước, dẹp cái chuyện nó qua mình. Rồi. Chắc đoán. Ok. Bây giờ đó, nếu trường hợp một người mẹ đơn thân như vậy, có hai đứa con nhỏ, yeah, có một nhà như vậy, dám bỏ mọi sự trong gia đình, không? Về cái đời sống của gia đình của ta, để mà ra ngoài mà đấu tranh, mà cái cuộc đấu tranh đó sẽ đưa tới tù tội, ai là người dám làm? Mà cái mục đích thì đó, bây giờ mình đang nói, mình đang phân tách thôi, mình không nói ai đúng ai sai hết đó. Bây giờ các bạn dám làm không? Chú không dám làm đâu, nói thiệt, chú không dám làm. Đúng rồi, con không dám làm đâu. Không dám làm, tại vì mình ngu gì, mình làm một chút, mình bị ở tù rồi, đúng không? Thành thử ra đó, đứng về mặt này đó, thì mình phải công bằng mà nhận xét đó. Mẹ nắm rất là can đảm. Đó là lý do. Cảm, can đảm, rồi, dạ. Cái đó là quan điểm của Hồng Phạm, đúng không? Dạ, dạ, quan điểm đó, của chú có lý mà. Quan điểm của chú là có lý đó. Quan điểm của chú có lý. Dạ, yeah. Đó là lý do tại sao mà bà đệ nhất phu nhân mới cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là cái danh hiệu là coi như là người phụ nữ can đảm. Mà chú Hồng Phạm có công nhận với con không? Bà cái bà đệ nhất phu nhân hiện tại của Mỹ nhìn bà đã quá chú ơi. Má nhìn bà đó, ông trên bóng hay thì cũng lụm đông nhỏ người mẫu nhìn. Ok. Thì bây giờ mình không có nói vấn đề mà ai đúng hay sai hay là ai phản động hay ai nước, thì bây giờ mình phục bà đó là một người rất là can đảm. Thì cái phần thưởng của rất là xứng đáng. Và cái nữa đó, khi mà bà đứng ra bà làm cái chuyện đó, bà đâu có biết là bà được đi Mỹ không? Duy đồng ý không? Bà có nắm chắc là bà được đi Mỹ? Dạ, đúng rồi. Đúng. Cái này là con đồng ý nha. Hên xui à. Có khi là ai xong nói hạn tù ra chưa được đi Mỹ nữa. Bởi vì con thấy là có người được đi, có người không được đi. Chứ không phải ai cũng được đi. Nên đúng cái rồi. Được đi là nó rất là ít. Đúng rồi. Thành thử ra đó, cái sự mình phải phục cái sự đấu tranh của bà ta. Mà cái phần thưởng của bà ta được hưởng như vậy, rất là xứng đáng. Không gì là lạ, rất là xứng đáng luôn. Đó, đó là đứng là về cái quan điểm mà coi như là của một cái người mà coi như là bình thường ta nhìn như vậy, thì bà là rất là người can đảm mà không ai dám làm được đó. Thực sự bây giờ nói thiệt chú Hùng, bây giờ độc thân cũng không dám làm chuyện đó, không? Tại vì mình đang ở trong. Còn bà can đảm nữa chú biết không, còn một bà nữa con cũng có nghe tin tức bà gì, bà Nga gì đó, bà đó đâu ngoài Bắc đó, bà cũng dữ lắm á, bà cũng anh hùng lắm á. Con biết bà đó cũng đang ở tù rồi đó. Vậy luôn hả? Ủa nhớ, bây giờ bà hỏi mình coi là bà nằm bệnh viện mà giờ bà vô tù rồi hả? Bà nghe đó hả? Trời. Rồi dạ, ok rồi. Hoa Kỳ còn... xem được tấm hình là bà nằm bệnh viện, bà bó bột gì đó. Cái vụ đó vụ khác nữa, còn cái bà chị Nga kia là đang ở tù nữa, cái vụ đó mình không nói được. Yeah. Rồi bây giờ tới vấn đề là tại sao mà Mỹ nó nhận những cái như hồi nãy cái anh nói hồi nãy vừa rồi nói đó, rất là đúng. Mỹ là một nước, thấy không, cường quốc mà đại diện cho dân chủ tự do của thế giới, thấy không? Dạ rồi. Mỹ bây giờ nó không phải là nó nói nó nghĩ là mẹ nấm hay con mẹ nấm tài giỏi gì mà nó nhận vào, đúng không? Nhưng mà về vấn đề mà coi như là dân quyền, ok, nó thấy như vậy đó. Tình người cứ nhận trước đã, từ thiện trước đúng, đã. Đúng, tại vì nó thấy là cái gia đình cái chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này không thể là sống tại đất nước của họ nữa. Thì coi như là đó. Với cái sự vận động của cái blogger, mạng lưới blogger bên Mỹ này nữa, thì Mỹ họ chấp nhận, họ cho đi đó. Chứ không phải là họ nghĩ tới cái quyền lợi ở sau này là con bà này sẽ làm cái này làm thế kia, đúng không? Trong khi đó biết bao nhiêu người bây giờ hơn 8.000 người đang bị đuổi về, đúng không? Dạ đúng rồi. Mỹ người đâu, thực sự Mỹ nó không cần người đó. Thành thử ra mình phải hiểu là vấn đề mà khi mà Mỹ nó nhận cái gia đình của để nuôi bốn người này vô đó, nó rất là nhân đạo. Vấn đề nhân đạo thôi, chứ còn bây giờ ai chửi Mỹ, chú không đồng ý cái chuyện đó là sai. Không? Bây giờ nói Mỹ là vậy, Mỹ có đâu chửi nó, có không chửi Mỹ đâu. Trong khi tự nhiên cái bây giờ đó, tội phạm của Việt Nam bây giờ bắt đem qua Mỹ nó phải nuôi bốn người này. Đúng chưa? Hoàn toàn vô lý. Đúng nha. Thành thử là bây giờ nói chuyện Mỹ là nhận rác của Việt Nam này kia, nhưng mà cái đó là vấn đề nhân quyền, nó khác nhau cái chỗ đó, thấy không? Đó là lý do tại sao á. Bây giờ đó mình nói tới vấn đề hồi nãy anh đó nói đó là ai thắng ai thua, thì bây giờ đó theo quan điểm của chú đó nha, là Việt Nam thua chỗ này nha, chú giải thích cho nghe.
thua cái chỗ ông Thái là mẹ nấm xử tù, bị xử tù 10 năm. Yeah. Mà mới ở tù có 2 năm 7 ngày thôi. Mà yeah. phải thả phải mẹ thả nấm. Đúng không? Yeah. Đó là rõ ràng là phải thua. Nếu mà nói yeah. về quan điểm chính trị là thua. Tại vì á, những cái người mà đang đấu tranh bây giờ đó, họ sẽ không sợ nữa. Họ nói, ồ, tụi bay không làm được tao đâu. Thấy không? À, mẹ nấm kia, động kìa. Đó, chúng xử 10 năm, tụi mày xử mày ở, tao không ở. Ý không? Tức là đó là nếu mà nói mày treo án, mày treo án 10 năm kệ mày. Tụi tao đúng. Như chừng 5 hay 5 mày xử mày ở, cả. Tao không ở. Đúng không? Đúng. Thành thử ra tao đó. Tao nổi tiếng là tao không có sợ mày đâu. Đúng, đúng rồi. Đó, thành thử ra nếu mà nói về cái quan điểm đó đó, chính trị đó, là Việt Nam thua, là một nước Việt Nam bị vi phạm nhân quyền. Thành thử ra thế giới can thiệp. Con hiểu ý chú rồi, tức là cái nhìn của chú Bình Phương hồi nãy quá thiển cận. Chú chỉ nhìn tới cái bữa ăn thôi. Đúng không? Ừ. Chú nói ở Việt Nam nó không tốt cơm này nọ kia, không đâu đồng ý đâu. Một người ở tù đàn bà ăn được nhiêu cơm. Nên cái đó đúng. Mà là cái đó là hài thì nó nói hài được thôi. Nhưng mà chú Hùng nói gì mới sâu nè. Nó cây chứ mà giỡn đâu. Rồi bây giờ Duy tôi treo án 10 năm bây giờ tôi mới có 5 2 năm mà tôi phải thả đi mà thả lại im ru luôn. Ồ để cho nó nước ngoài đăng nó mới ghê chứ. Rồi đó bây giờ đúng Duy không? Thấy không? Bây giờ Duy có nghĩ là những cái tổ chức mà chống cộng ở bên Việt Nam đó, họ sẽ không sợ nữa. Đúng chưa? Ồ, cũng có lý á. Có lý. Họ không sợ tại vì họ thấy rõ ràng là có nước ngoài can thiệp. Thấy chưa? Tức là cái nó, sự xung lên chống đối, đúng không? Họ tự tin lên nữa. Họ tự tin có họ sự chống đối nữa chứ, có sự giúp đỡ của nước ngoài. Thành thử ra họ tin là tiếng nói của họ sẽ được mọi người giúp. Họ đúng không rồi. Còn bị lẻ loi nữa. Thành thử ra chú nói cái này Việt Nam thua nhiều hơn xét xét vậy nhà nước để cái chiêu này ra bị nguy hiểm quá, không sẽ có nhiều mẹ nấm khác, không đúng. Có một mẹ nấm đúng Duy nói rất đúng, trăm mẹ nấm, ngàn mẹ nấm, đúng rồi mà lúc đó rất đúng sao? Đó. Rồi bây giờ đó còn vấn đề nói mà vấn đề lý tưởng đó, nhiều người đó thì chống mẹ nấm, nói là mẹ nấm không có lý tưởng, nhưng mà thật sự ra đó mẹ nấm chỉ đấu tranh để cho cái cuộc sống hàng ngày nó được tốt hơn thôi. À, chứ không bao giờ mẹ nấm đang đấu tranh vì những cái biểu ngữ là gì, nước, xa. Nước cần cá cần nước sạch mà dân cần minh bạch. Hồi nãy chú Hùng Phương không biết nó thêm câu nữa mà công an cần cục gạch thì cái đó mới có không nghe, thấy cái này mắc cười quá ta. Thì đó, bởi vậy á, theo như chú nghĩ đó, cái mục đích của mẹ nấm đấu tranh đó là chỉ đuổi cái thằng phòng của xa ra thôi để mà có nước trong ra. Chứ không có ngoài cái mục đích gì. Nhưng mà tiếc là mẹ nắm đuổi không có nổi nha. Má Phục Mô Sa giờ nó vẫn còn ở đó, nó đâu có đi đâu đâu. Làm sao đuổi nổi? Tại vì á, nhà nước của mình á, thật sự ra đó, nếu mà nó công bằng á, nhà nước của mình rất là bực mình trong cái vụ này đối với lại cái Phục Mô Sa, phải không? Nhưng mà bây giờ bị áp lực từ bên kia, bây giờ mình lỡ ký công trắc rồi, mình ký hợp đồng rồi, mình đuổi người ta đâu phải dễ đâu, đúng không? Mà sao mà chú Hùng không vận động thằng áp bò qua thế Phụng Mô Sa đi, dân nó theo liền được, mẹ dân nó phục mình Phụng Mô Sa. Thằng Phụng Mô Sa là thằng sản xuất ngu, nó vô qua Việt Nam mà nó sản xuất là thép này nọ kia không à, đâu có ngon đâu, sản xuất điện thoại mới đã. Rồi bây giờ chú Hùng Phạm, chú góp sức đi, chú với cộng đồng người Việt nói 1 tiếng 2 tiếng với áp bò coi nó chịu chuyển từ Trung Quốc qua Việt Nam không? Giờ mình thật phải đầu tư mấy cái công nghiệp sạch chứ. Bây giờ nó sản xuất thép ô nhiễm quá. Thật sự ra Duy biết sao không? Cái hồi mà chú đi vượt biên cũng vậy, nó rất là khó khăn khi mà mình nghĩ cái chuyện mà mình phải rời cái nước mình đi. Tại vì một cái nơi mà coi như có gia đình của quê hương mình mà. Quê hương mình, không ai đi hết. Thật sự nói, chỉ khi nào người ta không còn đường sống người ta mới đi. Ừ. Đó là cái điều mà chú là người vượt biên mà chú nói như vậy đó. Tức là họ không còn cái cách. Thì bây giờ hoàn cảnh của mẹ nắm cũng như vậy. Mẹ cũng nhỏ thì đó. Thành thử ra đó, có nhiều người không thì cái chiều coi như là chửi mẹ nấm là coi như là đâu có lý tưởng, đâu có gì đâu này kia. Nhưng mà thật sự ra đó nha, nói xin lỗi nha, bây giờ mẹ nấm á, nếu mọi người nói là ok, nếu mà vì lý tưởng phải ở lại đấu tranh, đấu tranh làm sao được, tại vì nằm trong tù sao đấu tranh được, đúng không? Đúng rồi. Thành thử ra bây giờ đi ra ngoài, đâu có phương tiện đấu tranh đâu. Đâu có được ai bắt rồi, đâu có được lên mạng đúng, viết bài gì rồi. Đâu. Thì bây giờ đó, đi ra ngoài này mẹ nấm á, ngoài cái thời giờ mà đi làm xong về nấu cơm nước xong cho con cái ăn, nếu mà còn thời gian á, thì lên live stream ngày nửa tiếng, hàng tiếng. Cái đó là một cái hình thức đấu tranh. Coi như mẹ có lợi là gì? Con vô coi liền á.
không biết mẹ nó nằm nó mở ra chim đi con vô coi liền. Tại chưa nghe mẹ nó nói khổ thế chứ. Ông mất theo nghe như ông trong nước nói nghe rồi, nghe ông ngoài nước nghe rồi, nghe mấy ông tổ chức nước ngoài cũng nghe rồi, mà riêng mẹ nắm chưa nghe. Như vậy mới tò mò nè. Thì thế nào cũng cũng có ngày mẹ nắm sẽ livestream thôi, nhưng mà thật sự mình con sẽ follow luôn. Không, mình rất là phục. Lúc mẹ nắm có livestream và chú Hùng Phạm nhớ tag cái tên con vô nha để con coi. Rồi ok. Thì không phải là mình á, thì mình không có bây giờ, tại vì chú nói chú vô cái diễn đàn của Duy á, chú không có muốn nói tới vấn đề chính trị đúng không? Dạ rồi. Nhưng mà tại vì á đôi khi nó cũng bị liên quan chút xíu thôi. Đó. Dạ. Nhưng mà mình thấy là khi mà nhà nước mà bắt một cái người phụ nữ chỉ vì vấn đề mà Formosa đó là cái đó là sai còn. Ừ. Sự thật như vậy mà xử 10 năm thì quá nặng đúng không? Ừ. Đại khái vậy quá nặng. Nếu mà giờ bây giờ phải thả trước rồi, mới có 2 năm mà thả rồi. Thì đối với Duy á, Duy theo như Duy, quan điểm của Duy á là Duy thấy là thua hay thắng đối với Việt Nam á. Thấy không? Nói chung á thì có cái thắng có cái thua. Nhưng mà cái chú Hồng Phạm nói đây là chính xác. Đó là cái thua. Đó, còn có những cái thắng khác thì những người khác nói cũng có cái lý của họ. Thì tất cả một cái sự vật gì đó cũng có hai mặt. Có thắng đúng, có thua, nhưng mà vấn đề cái vấn đề bí mật mà mình không thể nào biết được á là thả mẹ nắm như vậy Việt Nam được cái gì, cái đó đâu ai biết đâu. Trao đổi, coi như trao đổi đó. Đúng rồi. Bây giờ nếu mà nói trên một cái nước, một cái nền mà lập pháp mà cứng rắn nha, thí dụ như bây giờ nó Mỹ đi, mà người đó bị xử 10 năm nha, đừng có hòng mà nói dụ mà 2 năm mà mấy ngày mà đem ra phi trường mà trục xuất về Việt Nam hay đi đâu đó, cái chuyện đó sẽ không xảy ra Mỹ, nó thiệt ra vậy. Dạ đúng rồi. Không, tại vì cái nền lập pháp, đúng không? Tòa án ở bên Mỹ á, nó khác hoàn toàn, nó rất là đâu ra đó. Dạ đúng rồi, đâu ai nắng gần nổi nướng đâu. Mỹ nó tù quốc số 1 rồi. Yeah, thành thử ra đó, nhiều người bây giờ nói mẹ nắm qua đây lượm lon này kia, thấy tội cho mẹ nắm, đừng có lo cho mẹ nắm, mình tự lo cho mình đi. Tại vì mẹ nắm bây giờ bên này đó có 2 đứa con nhỏ đó, là có tương lai rồi, không có phải lo gì hết. Yeah. Mà mẹ nấm bây giờ nói nha, bây giờ mẹ nấm ở bên đó là có một mình thôi đúng không, qua bên này đó một thời gian đi học tiếng Anh xong mình đôi khi rồi đi làm đó, rồi gặp một ông Mỹ nào đó, ông triệu phú với tỷ phú nào đó, rồi marry lấy chồng người đó đúng không, thì thay đổi cuộc nguyên một cuộc đời luôn. Nó không thiếu gì người như vậy, tại vì cái tuổi của mẹ nấm mới có 40 tuổi, rất là trẻ, đối với Mỹ này rất là trẻ. Không chừng là mẹ nấm sau này sẽ trở thành một triệu phú của Mỹ nếu mà lấy một người chồng Mỹ. Đúng không? Luôn đó. Không, thì nếu mà được nếu thì được, quá ngon rồi. Chúc mừng cho mẹ nấm, đúng không? Tại vì mẹ nấm là người Việt Nam. Nói chung là ở bên Mỹ mà ai giàu là có chúc mừng hết. Đúng rồi, mẹ nấm là người Việt Nam. Giàu mà đâu có lý do gì phản đối. Đó. Đúng rồi. Người Việt giàu là con không bao giờ phản đối hết. Đó. Thì thật sự ra như vậy là mình. Thì mình thấy những tất cả những cái quan điểm của mọi người, những chính kiến của mọi người nói ra đều đúng hết, chứ không có ai nói sai hết. Nhưng mà tùy theo ai cũng có lý của mình. Dạ, ai có lý hết thì chú cũng công nhận hết, chứ không mình không có nói là ai đúng ai sai hết. Đó. Thì ok, chú cũng cảm ơn Duy với lại cảm ơn tất cả các anh chị em trên diễn đàn. Rồi, dạ con cũng rất là cảm ơn chú là chia sẻ những thông tin rất là khách quan về một cách nhìn của người nước ngoài về mẹ nấm. Còn tất nhiên thì con lên diễn đàn tùm lum tùm la hết, thì người trong nước nói hoài con cũng nghe chừng đó, nhưng mà chưa có nghe người nước ngoài thì cũng không hiểu người nước ngoài nghĩ gì, và trong cái vấn đề mẹ nắm còn những bí mật gì không. Thì con rất cảm ơn chú đã chia sẻ cho anh em ở đây biết những cái vấn đề mà đây chưa ai chia sẻ đó. Thì con bây giờ mình sau này chú lên diễn đàn chú chia sẻ tiếp những gì chú biết về Mỹ và những người khác, chứ không đi gì mẹ nắm đó. Con okay, nghe là gì ông cái bà Bùi Kim Thành gì, bà lụm lon, bà là luật sư tại sao bà lụm lon, con đang mâu thuẫn nè, thắc mắc bà có lụm lon hay không, cái đó là xuyên tạc hay là sự thật. Hôm nay thấy rất là nhiều người nói bà gì bộ kim lụm lon, gì lụm lon bán được nhiêu tiền, gì sao xấu, đúng không? Thường là luật sư cũng là người đúng nổi tiếng trong đấu tranh mà lụm lon là sao đó. Thì con hy vọng trong một cái có thể là ngày mai ngày mốt gì đó chú rảnh thì giờ nào chú cứ nhấn thời gian lên để chia sẻ cũng như giúp cho mọi người trong nước có cách nhìn nó rộng rãi hơn. Đúng rồi, thật sự bây giờ chú bổ túc thêm cái này nữa nha. Bây giờ dạ rồi. Duy ấy gì có nói tới vấn đề mà để chú nói thêm chút xíu là chú xuống nha, là vấn đề chú? Những cái hội đoàn này kia đó có giúp cho mẹ nắm không đó nha, thì nó có vấn đề như vậy nè. Nếu mà đứng trên cái vấn đề mà pháp lý đó, nếu mà bây giờ có một cái hội đoàn nào đó mà mình cho tiền mẹ nắm đó,
thì mẹ nấm sẽ không được cái sự giúp đỡ của chính phủ nữa. Của chính phủ, chính phủ sẽ không cho nữa. Đó, ngoại trừ, ok, coi như là thí dụ như hội này hội kia, người này kia nhét vô 100, 200 bỏ túi này kia thì không ai biết. Đó. Nhưng mà khi mà cái hội đoàn á, mà họ giúp á, thì phải họ coi như là phải có giấy tờ. Nó khác với cá nhân, còn cá nhân mình cho thì không sao. Chưa hiểu không? Tất nhiên hội đoàn, thế ví dụ như hội đoàn mà giúp cái tiền từ thiện như vậy cần phải có giấy tờ để không bị đóng thuế. Có giấy tờ, đúng, phải có giấy tờ. Đâm ra đó, thành thử ra đó, thật sự ra đó, mẹ nấm không cần những hội đoàn giúp. Tại vì những hội đoàn mà bây giờ mà giúp á, thì mẹ nấm sẽ không được hưởng những quyền lợi của Mỹ. Thì cũng như không thôi, đúng chứ? Mà mẹ nấm lại phải mang ơn những cái hội đoàn, đúng không? Dạ đúng rồi. Như nhưng mà những cái hội đoàn này giúp rồi hội đoàn kia không giúp rồi nó lại xảy ra sự tranh chấp giữa các hội đoàn với nhau nữa. Không, mẹ không khéo không, không có gì tranh chấp. Nhưng mà họ có nhiều cái cách giúp nhau khác nhau, chẳng hạn như bây giờ đó. Ok, bây giờ họ có thể họ mua bàn, mua ghế hay mua quần áo họ cho, những cái đó thì ok, chứ còn tiền mặt thì không được. Thành thử ra đó, giúp đảm bảo về cuộc sống ăn uống mặc này nọ được rồi. Nhưng mà thật sự ra đó, cái cuộc sống bên Mỹ này đó đối với mẹ nấm rất là dễ sống chứ không có gì hết. Nghĩa là mọi người không lo cho mẹ nấm, bảo đảm Hồng Phạm bảo đảm là mẹ nấm, gia đình mẹ nấm sẽ có một cuộc sống đầy đủ, rất là thoải mái, không có gì phải lo hết á. Rất là cảm ơn Duy, đó là cũng lo lắng cho là mẹ nấm này kia, nhưng mà thật sự nói chung không có gì mẹ nấm, tất cả những người Việt Nam này nọ thì cũng đều quan tâm thôi, đúng không? Họ đều là người Việt Nam với nhau, đối với con quốc gia dân tộc là trên hết, đúng không? Dân tộc Việt Nam mình có một trên thế giới thôi, đều đúng là rồi. Người Việt Nam đều là nói tiếng Việt, tại sao đúng không rồi. Lo cho nhau? Đúng rồi, rất hay. Rồi cảm ơn Duy nha, rồi rồi cảm ơn chú rất nhiều. Quý vị nha, chúc quý vị. Bữa nay là chú Hồng Phạm có phần trình bày rất hay và rất công tâm. Vâng, nên chú, các anh chị em hải ngoại cứ tiếp tục phát huy về nói chuyện, vậy là dễ thương rồi. Nói chuyện vậy là mốt về Việt Nam đi massage được nha. Cứ nói chuyện như vậy đi, sẽ có kèo massage. Duy hỏi dùm anh Phật ngôi sao bên Mỹ cũng ô nhiễm môi trường, mẹ nấm có biểu tình nữa không? Mình sẽ mở diễn đàn vào trời vấn đề khác. Mình sẽ nói về vấn đề Phật ngôi sao bên Mỹ. Mà trước khi mở diễn đàn, Duy sẽ báo trước khoảng chừng 7-8 tiếng để cho các bạn chuẩn bị tài liệu nha. Chứ còn giờ thì... Rồi, anh Hoàng Ngọc lên lại phải không? Rồi, anh Hoàng Ngọc lên lại dùm em. Yếu sinh lý nha anh. Căn bản là phải yếu sinh lý. Anh lên đi, em đi vệ sinh tiếp. Rồi, chào anh. Chào tất cả anh em trên diễn đàn. Vừa rồi là bây giờ ở nước ngoài ai cũng tung hô mẹ lắm, nên tận mây xanh nó rơi xuống rồi nó hơi bị đau đau đó. Nói hay đâu, anh chỉ nói với Duy mỗi là anh gửi clip nói về ông Nguyễn Xuân Nghĩa lúc nãy thôi. Anh gửi hai cái clip không biết em nhận được chưa, em nhận được em ok cho anh đấy, nhưng mà không thấy em ok thì anh chỉ xin lên. Em ạ, vừa nãy nói về ông Nguyễn Xuân Nghĩa đấy, thì là anh tìm cái clip anh gửi lại cho em, vì không thấy em ok anh mới xin lên, chứ còn mẹ lấm mà nói đến thế là hết rồi. Em hiểu không? Anh gửi hai clip. Tại vì anh chú Hùng, em có đọc được comment của anh, nhưng mà tại chú Hùng Phạm đang nói, em không dám cắt. Em chỉ cần ok cái này anh biết rồi thì anh phải xin lên. Thế thôi, anh chỉ gửi clip cho em xem thôi. Đấy là ông tính là một trong bộ ba thần thánh nói về ông Nghĩa đấy. Rồi. Dạ, xong live stream này em sẽ clip. Thế thôi, thế anh chỉ lên thế thôi, chứ mẹ lấm nói thế thôi em ơi. Đó chỉ là mẹ lấm thôi, nói nhiều cách. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn em. Chào mọi người. Cảm ơn. Bán gì đây. Rồi tiếp tục nha mấy anh chị em. Còn ai có quan điểm gì về mẹ nấm mà nãy giờ
cảm thấy cần phải bổ sung cho các khách mời vừa rồi thì lên nha. Còn ai gần nhà mẹ nấm thì... chứ bây giờ ở Sài Gòn đâu có biết nhà mẹ nấm ở đâu đâu, nghe đâu Khánh Hòa đó, mà không biết ở thành phố Nha Trang hay ở đâu. Chuyển sang Mr. Đàm, từ từ mày Mr. Đàm để diễn đàn khác, hôm nay mình là mẹ nấm mà. Tháp Trầm Hương giấu mặt cũng được, đúng rồi, đâu sao đâu. Những vấn đề về nhạy cảm thì cứ giấu mặt không sao đâu, thông cảm mà. Vì bạn Kim Quang bạn nói là mẹ nấm bị bắt vì phọt mua xa, bà đã nhận tiền Thụy Điển lập tổ chức chống phá tùm lum kìa. Ở xưởng trồng nấm chứ gì nữa. Người ta đất nước dân chủ và nhân quyền cao hơn Việt Nam thì người ta vinh danh vậy thôi. Chết mẹ rồi, sao tụt wheel rồi trời. Ông Lori đâu rồi, lên góc vui coi, không ai lên kìa Lori, mẹ tụt wheel ông ơi. Không đi đâu nữa rồi, chắc hôm qua những đàn khác cũng cư lộn nữa rồi. Quá chuyện già luôn á. Ăn mà đi cư lộn miết. Mời Hùng Lê, anh Lê lên đi. Ai lên thì nhấn ok, mình biết mình mới mời chứ. Ai muốn lên trình bày thì cứ yếu sinh lý, ngắn gọn, xúc tích, nhấn ok. Bây giờ bạn Tú Hằng bà hỏi khó quá, yêu nước sao không lại được Việt Nam. Bây giờ nhà nước Việt Nam người ta đuổi sao ở. Đúng không? Cái căn bản là bạn không phải hiểu là bị đuổi chứ không phải là chọn đi Mỹ. Tức là trong cái vấn đề này mẹ nắm không có quyền quyết định, nên sẽ không xảy ra được cái câu nói của bạn. Mời Tháp Trầm Hương gần nhà mẹ nắm đó thì Tháp Trầm Hương ok đi. Mẹ nắm cũng chỉ mong hai đứa nhỏ con, ô hai đứa con nhỏ có cuộc sống tốt hơn thôi. Rồi ok, đồng ý. Tùng Phạm sát nhà kìa Duy, thì ai đồng ý lên thì ok thôi chứ em đâu có biết ai đâu mà mời. Vụ này hay này, giờ huy động xã hội đen vài chục tỷ xong biểu tình cho nhà nước bị bắt rồi qua Mỹ xù nợ hả? Xã hội đen nào cho mượn vài chục tỷ dưới vậy cha. Hùng Phạm gato với Mario nên giả nai thế thôi. Ủa, cái này là bạn nói thôi chứ gì, cảm thấy chú Hùng Phạm đâu có gì đâu phải gato mà ganh tị với Mario làm gì, đúng không? Bạn nói ra bạn chỉ chỗ đi, bạn chỉ điểm đi, tại sao chú Hùng Phạm phải gato với Mario, chứ còn mình là mình không nhìn ra được cái điểm đó rồi đó. Thí dụ như bạn nói nè, bà Bùi Kim Thành hay là bà Tạ Phong Tần, hai bà đó gato với Mario là đúng, có lý, đúng không? Còn bây giờ chú Hùng Phạm tự nhiên liên quan tới Mario và đi gato với Mario là sao? Nên bạn này xuyên tạc, thấy động cơ của bạn có ý đồ đen tối. Con Quỳnh có gì để nói, ở Việt Nam quậy phá kiếm tiền, đi Mỹ rồi còn chống phá gì nữa. Trời đất ơi, chị Quỳnh không có gì để nói, nhưng mà chị Quỳnh nổi tiếng. Bây giờ báo của nước ngoài nó đang đẩy cái đó làm hot trend, thì mình diễn đàn mình phải cạp vô cái đó mình mới lên view chứ mới hot trend được chứ. Bạn không biết làm truyền thông gì trơn, bạn gà quá, đúng không? Cuộc đời bạn làm, ví dụ bạn phân tích chính trị, bạn phải hiểu về vấn đề PR marketing thì bạn mới làm việc có hiệu quả được. Cái này là Duy Nguyễn kịch liệt phản đối và lên án đồng chí không chịu cách tân đổi mới, đồng chí đi theo lối mòn cổ điển, đồng chí sẽ thất bại mà thôi. Bây giờ cái từ khóa mẹ nấm đang hot, đồng chí làm lĩnh vực này đồng chí phải khai thác cái từ khóa này. Và tôi cũng đề nghị các chị em trong nước phải mở tiếp tục những diễn đàn này đó, như vậy nó mới hiệu quả. Nghe tôi đi, mấy ông làm marketing gà quá. Mấy bữa nay nghe nấm phát ngán luôn, cái đó là chuyện của bạn, bạn nghe phát ngán, nhưng mà vấn đề đó đang hot thì chúng ta phải khai thác. Trong marketing nó kêu là gì? Hot trend. Mấy bà chủ hụi còn bể nợ lên đến 100 tỷ mà. Đụng mà chủ hụi gì bự vậy cha, cái này mà ém về tài phiệt mafia chứ chủ hụi gì mà 100 tỷ ghê vậy. Truyền thông có ai nói về mẹ nắm đâu, tại vì truyền thông ở trong nước người ta làm có luật ông ơi, còn mình là truyền thông tự do mà, đúng không? Mày khổ quá à, làm ăn mình truyền thông kiểu là truyền thông tự phát của dân, truyền thông nhỏ thì mình phải kiếm, mình phải có cách để mình làm cho mình kiếm tiền. Khổ mày thế. Ở Việt Nam ghét nhất tội phản động, ai dám liều lắm đó. Còn cái đó thì không biết nha.
kìa, Việt Nam Net nó bóp bài kìa, thời sự chủ Facebook mẹ nấm bị xử phạt 10 năm tù. Ở cái này lâu rồi. Anh ở Nha Trang đây, con này xuyên tạc vớ vẩn ở Nha Trang, người dân không biết cũng không quan tâm để tâm đến nó. Ủa, ở Nha Trang không biết mà quốc tế với Việt Nam biết. Ồ, vậy là cái chiến lược của mẹ nấm là đánh bắt xa bờ à, đúng không? Chiến lược của mẹ nấm là không phải là phát triển cũng củng cố căn cứ ở địa phương mà đánh bắt xa bờ à. Anh không cần ngại qua Mỹ, anh chỉ cần có lý do là sao? Luôn cả hải ngoại không ai nói về mẹ nấm thề. Mày ngu quá Hy Vọng ơi, mày vô cái đài phố Bonsai TV kìa, cái hot trend của mẹ nấm nó mới có 3 ngày nó lên gần 400k view rồi kìa. Mày biết đuôi hả mày? Mày thiệt tình nó nói chuyện với mấy thằng này trong nước mà mày ngu quá. Thế nhiều khi con bực mình với tụi này ghê chứ Hùng Phạm. Mày tuổi trẻ thì mày phải công nghệ thông tin nó nhanh nhạy. Mày biết bây giờ ở bên hải ngoại là cái đài phố Bonsai TV nó làm trùm, nó đang làm mưa làm gió, nó chỉ giật cái tiếp mẹ nấm thôi, giật cái tiếp qua Mỹ đặt thêm tác ngô kỹ vô thôi là bảo đảm view lên mấy trăm ngàn rồi. Xin lỗi mày, cái tiền quảng cáo như đó sống hơn lương mày tháng, thằng ngu. Nó bậy bạ không à, mày nhỏ nó tao chửi đó. Đam vậy được không mấy bạn? Nếu mà mình nặng tay quá thì mình nhẹ lại vậy thôi. Còn nếu bạn cảm thấy chưa phê thì mình gia tăng cường độ nha. Chương trình đam theo yêu cầu trong thời gian chờ khách mời. Bởi vì người ta thích diễn đàn quá ghi là vậy đó, nói thẳng mà nói đúng, nó không nói tầm bậy. Mấy ông làm truyền thông nhắm qua được đài phố của SATV chưa? Chỉ cần mình Võng Hồng Lân rồi Vũ Hoàng Lân thôi, đi vòng vòng chém gió này nọ kia các kiểu, bắt tay với toàn là nguyên thủ Việt Nam không đó. Nào là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nào với là Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Giao Phạm Bình Minh, nào là Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nào là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đúng không? Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, chơi toàn là thứ dữ không à. Hiểu không? Muốn làm ra cái đài phố bên Sa TV đó, bên hải ngoại có đài đâu bằng. Mấy đài cóc kẻ, SBTN đầu tư tiền cho cái nồi vô làm có lại nó đâu. Đúng không? Nào là đêm nhạc em nhớ anh này nọ ABC các kiểu, có thể là tiền nhiều hơn là về cái độ nổi tiếng, cái độ phổ biến, nó không có đông. Cái đài đó đưa ra những cái tin tức rất kịp thời, nó câu được view trong nước, view ngoài nước. Sắp sửa đọt nút vàng bây giờ kìa. Thấy có cái đài chính trị nào đọt nút vàng chưa ba? Đó, thấy người ta hay không chịu học, đầu tư video đâu có mắc đâu. Cứ ra phố Rosa chém gió cà phê với mấy anh cha nội kia, bảo đảm không có chia tiền đâu. Cùng lắm trả tiền cà phê thôi. Đó, ông khai thác rất là hay đó, mà tụi bay không có hiểu. Thấy không? Thấy ông Vũ Hoàng Lân ông ra ông mời ông nào nhiều ông lắm, ông gì Vũ Mạnh Cường gì đó, nhưng ông gì Khải Đào, nhưng thêm ông nữa quên tên rồi. Ba ông ngồi trong quán cà phê kêu một ly cà phê cùng lắm $5 đúng chưa, thêm Vũ Hoàng Lân cái nữa là $5 ly cà phê là có $20 thôi chứ mấy. $20 ngồi chém gió chuyện trên trời với núi, mà được cái mà không có xứ tự do, mà em nói thẳng mà không có ngại nào cả đó. Thì ở Việt Nam này người ta coi mới nhiều, xong rồi về thuê mình quay phim. Cái micro của Vũ Hoàng Lân xài cũng rẻ tiền thôi à, nó thuê quay phim quay xong rồi quay có 1 góc rồi, cùng lắm 2 góc, máy toàn với máy cận về cắt ghép video đó trong vòng tao nói mày thiệt 2 tiếng xong, đúng không? Xong búp lít lên trển bật kiếm tiền phát một video đó một năm chắc là 1 triệu view. Đúng, mày làm ăn được giỏng không? Tầm nhìn tao nằm ở cỡ đó đó. Nhưng mà để đầu tư như ông Vũ Hoàng Lân á, chỉ tốn tiền đi du lịch thôi. Nó đi từ bang này qua bang kia, phỏng vấn người này người kia, thì cùng lắm là coi như vừa đi làm vừa đi chơi. Còn làm cái video kiểu như là đại gì, kiểu như là Người Việt TV nó lỗi thời rồi. Cái đó là hai ông nhà báo gì Ngô Văn Dụng với Đinh Quang Anh Thái, đúng không? Xong rồi vô trong cái phòng đó, tao bảo đảm mày phòng đó phải có nồi máy lạnh, tốn tiền điện nè, tiền đèn nè, hai cái micro cài áo nè, rồi ngồi nói chuyện chuẩn bị từ kịch bản đề tài nè, có giấy có viết lum la nhìn nghiêm túc ghê. Nó quay video kiểu đó chắc phải trả tiền đó, tiền mặc áo vest, tiền này tiền kia chuẩn bị cho ông Ngô Văn Dụng cho phải giỡn cái mày, đúng không? Xong bóp lên view lè tè, trời ơi mẹ, thua xa bên cái phố của Sa TV. Cái kinh Người Việt đầu tư cho cả nồi tiền vô subscribe mới có 100 mấy ngàn, đúng không? Kinh phố Bosan TV
nó đa dạng đề tài hơn, nó đa dạng lĩnh vực hơn, nó chạy tè tè thôi, nó chỉ làm nó chỉ làm trên YouTube thôi được mẹ gần 400.000 rồi kìa. Bây viên Phan Nguyễn phân tích về mấy cái này phải chuẩn thôi. Đó. Bởi vì mấy ông nội trong nước nè, với mấy ông nội hải ngoại nói chung luôn, nói chung hai bên luôn làm, nói chung là chỉ lên mạng chém gió này nọ thôi, còn làm cái truyền thông yếu quá, đúng không? Ngay cả những kinh như là Lisa Phạm này nọ kia chỉ up re up thôi, đúng không? Mấy kinh đó bị đánh sập chừng nào không biết đó, nói về chuyện chính trị nè, kiểu như bảo đảm như kinh Vũ Hoàng Lân là không sập, kinh Vũ Hoàng Lân là ngon rồi. Tân Thái, Tân Thiết gì đó đâu có kinh đâu, toàn là mấy cái kinh nào nó up lên lại không à. Em thích kinh Phố Bonsa vì nó trung lập, không cần nó trung lập, nói chung là cái Phố Bonsa TV đó, em cứ nhìn đi, nó rất là nhiều cộng tác, đúng không? Có thằng cha nào Trịnh Vũ Thủ Thiên gì ở gì đó, thằng cha luật sư đó, lâu lâu gửi video clip về, rồi thêm Khải Đào, lâu lâu cũng có video clip, rồi ông Vũ Hoàng Lân thì cũng làm nhiều. Nói chung là cái kinh nó có nhiều cái sự cộng tác là mình thấy được cái độ uy tín của nó rồi, đúng không? Mẹ kinh mày cô bắp ai cộng tác. Nhưng mà cái kinh đó về âm thanh, về hình ảnh nó cũng đơn giản, nó cũng dễ nghe. Nó chạy quảng cáo cũng vừa phải, nó ở mức độ chấp nhận được. Còn qua mấy cái video của Lisa Phạm, trời đất ơi, live stream có tiếng đồng hồ bật chừng 60 quảng cáo ông nội ơi. Nói chung là như 30 giây một cái, chịu không nổi mày ơi. Nên cái kênh Phố Bonsa TV kiếm tiền nhưng mà kiếm nó kính ha. Còn cái kênh kia kiếm tiền kiếm lỗ quá. Trời, nó nãy giờ nói mọi miệng không có khách luôn trời. Ông Luli đâu rồi? Mấy em kiếm ông giùm anh coi. Tiền là điểm mạnh nhất của tư bản và cũng là điểm yếu nhất của cộng sản, phải không anh? Mày nói nghe cũng có vẻ đúng đúng á. Đúng không? Đúng đúng á. Tân Thái dạo này chết hay sao anh không thấy nó live stream? Nó không biết, mình không có coi Tân Thái, mình không đành nha. Quảng cáo mới có tiền, mày cũng nói mày thêm ngu nữa. Quảng cáo nó phải đúng vị trí, nó đúng thời điểm. Cái chuyện mà chạy quảng cáo nó tối ưu là khác. Còn mấy thằng nó bật một nồi quảng cáo đó là mấy thằng ngu, mấy thằng không biết làm YouTube. Không phải là cứ bật nhiều quảng cáo là kiếm tiền đâu mấy em. Mấy em nói về quảng cáo, mấy em qua mấy em coi mấy em bóp TV á. Mấy em gieo qua TV của Việt Nam đó. Cách nó bật quảng cáo là sao? Đó, mà kinh của tụi nó, biết kinh mì gõ đâu không? Kinh Pháp TV không? Cái tiền quảng cáo tụi nó mua siêu xe luôn đó. Đó, quảng cáo là phải như vậy. Quảng cáo là phải có chiến lược, nó phải có campaign. Chứ không phải quảng cáo thích bật bật mày. Kinh gì? Kinh thời sự và giải trí, kinh nó không biết luôn. Duy ơi, tại sao Mỹ đang dọn quét ba que mà giờ lại nhập thêm rác dân chủ vào nữa? Thì nãy giờ khách mời phân tích quá trời rồi đó anh. Vì nhân đạo, nhân quyền, dân chủ, bảo vệ công lý, tự do, cổ động cho phong trào dân chủ thế giới này nọ đó. Ngô Việt Hà xin lên kìa anh. Đâu đâu? Ngô Việt Hà đâu? Nãy giờ lên lẹ lẹ đi, làm gì nói chuyện mình mỏi miệng quá. Rồi, anh Ngô Việt Hà đề nghị anh yếu sinh lý nha. Cứ lên đây là yếu sinh lý là ok. Thấy anh Ngô Việt Hà rồi. Tại công ty có một người. Alo. Rồi, chào anh. Alo. Bạn có nghe rõ mình nói không? Rồi, nghe rồi anh. Mình giới thiệu với Duy, mình ở Quảng Trị. Dạ, Quảng Trị. Cái dạ. Giọng của mình hơi khó nghe nên mấy bạn cố gắng nghe giúp mình nha. Cái giọng đó là giọng đặc trưng đó anh. Chịu khó nghe hay không? Vâng, mình ở vị tuyến 17 Duy. Thì ủa, vậy? Để cho. Dạ, thời chiến tranh là anh theo bên nào vậy? Thì cho mình nói lần đầu tiên mình lên diễn đàn của Duy á. Nên dạ. Có vẻ hơi run chút. Không có gì đâu anh. Mình nói sớ qua về gia đình của mình chút là ba của mình là bộ đội có tham gia vào chiến trường Quảng Trị năm 72. Dạ rồi.
Mẹ của mình thì cũng là thanh niên xung phong, cũng tham gia là chiến trường Trường Sơn. Rồi vậy nhà thì nó nói cách mạng nội rồi. Vâng, thì nói ra thì cách mạng, nhưng mà mình tiếc cái là mình theo được cái truyền thống của gia đình, mình phải làm nghề này là nghề lái xe, nhưng mà hạng bác sĩ mình là hạng bác sĩ yêu nước duy. Mình nói đơn giản một vấn đề vừa giờ là cứ nghe cái vấn đề mẹ nấm ấy. Thì mình nói về vấn đề cá nhân thôi, nên mấy bạn thông cảm là có phần hơi ích kỷ một chút, là mình là không đồng ý cái chuyện của mẹ nấm. Tại vì như thế này, theo cái ý kiến cá nhân của mình á, ba nấm này ba làm gì ba cũng có cái ý đồ trong đó. Khi mà ý đồ của ba thành công thì sẽ lôi vào về đây là nhân quyền. Nhân quyền, và khi mà vấn đề nhân quyền thành công thì có thể xảy ra một sự cách mạng màu. Dạ đúng. Thì khi đó cái chế độ của mình hẳn có khả năng là, ví dụ mình nói một cái tình huống xấu là lung lay hoặc là bị thay đổi. Đổ, nó thẳng là sụp đổ. Thì duy nghĩ cho bản thân mình và gia đình mình như thế này. Hiện tại á là ba mẹ mình đang cống hiến cho xã hội là hết tuổi rồi, bây giờ về hưu. Thì cái đồng lương hưu của ba mẹ mình nhận cũng chẳng bao nhiêu cả, nhưng mà có khả là đủ nuôi sống cho ba mẹ mình. Thì như vậy á, thì mình hỏi Duy, nếu mà cái chế độ này mà lỡ có sụp đổ á, thì ai là người đảm bảo được cái quyền lợi của cái công lao của cha mẹ mình đã cống hiến và cái thời chiến tranh? Hên xui. Và đi bây giờ hiện tại cái này là hên xui đi, đúng không? Hên xui đó, chưa kể đúng là rồi, bị xét lại nữa, đúng không? Đúng rồi, chưa kể là bị xét nếu lại mà xét ra như vậy thì những cái công lao được dơ như vậy, cái chế độ mới họ có ghi nhận không? Và họ có trả lương cho cha mẹ của mình không? Đó là ý kiến cá nhân của mình. Nên mình không muốn cái chuyện gì như mẹ nấm xảy ra như vậy, liên tiếp như vậy á. Thì mình cũng lo sợ này mà có chứ, như kiểu lan sóng vậy. Đấy. Đúng rồi. Thì cái ý kiến đó là ý kiến cá nhân của mình như vậy. Thế còn lại thì cái chuyện phản động ở đấy gạt cực kỳ. Vì Quảng Trị thì Duy biết rồi. Chiến tranh liên miên, ăn bom đạn cũng nhiều, nhất là trên đất nước này Quảng Trị ăn bom đạn nhiều. Bây giờ tôi ghét chiến tranh lắm. Bây giờ gia đình tôi ổn định rồi. Bởi vậy mà nếu mà có chuyện gì xảy ra, tôi sẵn sàng đứng lên. Tôi là người đầu tiên đứng lên để tôi chống lại cái chuyện đó. Bởi vậy mấy ngày bữa nay là ngày mày nằm tôi cũng bực mình. Quan điểm của anh rất rõ ràng và rất dễ hiểu. Dạ vâng. Cái dòng Quảng Trị hơi khó nghe, bạn thông cảm nhé. Bây giờ thì mình cũng đang làm việc. Thì lên nói với Duy 5-7 phút. Vâng, nói với Duy 5-7 phút như vậy thôi. Rồi cảm ơn Duy về diễn đàn. Cho mình lên. Có dịp lên nữa nha anh. Em thích anh rồi đó. Vâng, chào. Chào Duy. Dạ, nói chuyện rất là dễ nghe. Vâng, lúc nào có dịp thì ra vì tuyển mẹ bày, ra câu hình lương chơi nhé. Dạ, có dịp em sẽ đi mà. Việt Nam mình em sẽ đi hết. Vâng, chào Duy. Thì đó, cái suy nghĩ của anh khách mời gì đồ rất là thực tế. Đúng không? Tức là nếu mà có biến về chính trị và xã hội thì những cái cuộc sống yên bình này ai đảm bảo cho tôi? Đó, chỉ chốt lại vấn đề là như vậy, các bạn trả lời được không? Chỉ thua rồi đó. Nên cái vấn đề mà anh hỏi là giờ nếu mà lỡ mà cái sụp đổ nó theo một cái mô hình xã hội khác thì ai trả lương hưu cho cha mẹ của ảnh? Đúng, cái chị trả lương hưu là còn đỡ đó. Như là anh ấy nói là cha mẹ theo cách mạng, đúng không? Chưa kể lỡ mà sụp đổ này mà theo ngược lại cái phía của những bạn mà Việt Nam Cộng Hòa xưa là coi chừng xét lại luôn á, chứ đừng có nói mà lương hưu đó. Nên cái chuyện mà khi mà triều đại này nọ nó thay đổi, nó sụp đổ, xét lại là cái chuyện bình thường đó. Ngắn gọn dễ hiểu quá rồi này. Vậy thì muốn thay đổi xã hội phải ký một cái contract với người dân, nói là tôi nếu mà có gì xảy ra tôi sẽ đảm bảo hết tất cả những quyền lợi của anh yên tâm. Vậy mới được. Nhưng mà để đảm bảo quyền lợi cho những người đang liên quan và đảm bảo quyền lợi cho những người đang đấu tranh thì con cần phải bao nhiêu tiền để đảm bảo quyền lợi? Cũng là một câu trả lời, cũng là một câu hỏi rất hay. Đó, các bạn cứ nói thẳng đi, có gì đâu. Rồi còn khách mời nào nói không? Nãy giờ không có gái nha. Có cái bạn Bích Trâm gì hôm qua lên những đàn của Bình Dương hồi nãy cũng có thấy vô đây, bạn Bích Trâm có ý kiến gì không? Cái bạn mà hôm qua các bạn khen đẹp đẹp đó, bạn Bích Trâm còn coi không?
bạn còn coi không thì bạn lên đây trình bày đi. Ok, mình kết bạn giao lưu. Nói tóm lại là khách mời yếu sinh lý, vậy đi cho nó lại anh ơi. Bây giờ cái não mình nó nhiều người, nó nhiều cái việc, mình ngắn gọn thì mình nhớ, mà còn miên man là không nhớ nổi. Xét lại thì giống ông Diệm rồi, lần này lê mái chém khắp Việt Nam chứ không phải miền Nam nữa đâu. Nói thẳng cái mày chửi người ta ngu à. Không mày, mày ngu thì phải cho tao nói mày ngu chứ. Mày giống sơn tây à. Đúng chưa? Cái tật ngu mà không chấp nhận là sao? Mình phải quân tử, mình sai mình chấp nhận sai. Mày ngu mày phải cho người ta chửi mày ngu. Cái đó là gì? Tự do chính kiến. Đúng không? Người ta chửi mày ngu chứ tao đâu ghét mày đâu, tao đâu có miệt thị mày cái gì đâu. Ngu ngu và khôn là hai cái vấn từ để thể hiện sự nhận thức về vấn đề nào đó. Giống như nãy tao nói mày ngu ở marketing internet chứ tao không nói mày ngu cuộc đời. Mày sao mày nhạy cảm thế nhỉ? Đúng không? Bây giờ mày nói đặt để kiếm tiền quảng cáo thì tao nói mày ngu, tại mày nói chưa đúng. Đúng không? Đặt không phải đặt nhiều để kiếm tiền quảng cáo nhiều, mà đặt nhiều là ngu thôi. Đặt kiếm tiền quảng cáo gì là phải đặt đúng. Đúng không? Đặt ở những cái vị trí nào, đặt ở những cái giai đoạn thời gian nào, một video 15 phút đặt bao nhiêu quảng cáo, ok. Đúng không? Tao nói chuyện rất là rõ ràng, rất rành mạch, mà có sắp mắt có chứng mày không phục làm sao? Vậy là mày không phải là dân chủ, đi ra. Mẹ nắm chỉ muốn đấu tranh để được đi Mỹ. Đó đó là quan điểm của bạn Mây Kha, Mây Mây gì? Mây Vạn Kha. À, mình đồng ý, đó là quan điểm của bạn. Mình tôn trọng luôn. Đúng không? Nên các bạn cứ tự tin mà thể hiện chính kiến đi, mình đồng ý mà, mình đồng ý với các bạn, miễn các bạn nói chuyện có lý lẽ. Nếu mà lý lẽ các bạn nó hợp lý đó, với công nhân hợp lý. Còn lý lẽ các bạn mà nó hơi sai sai thì sẽ chỉnh lại chút đỉnh để cho bạn tốt hơn. Vậy mình mới học kêu được chứ. Không lẽ giờ các bạn vô diễn đàn Duy Nguyễn mà không học hỏi được cái gì? Thì vậy đâm ra diễn đàn của Duy Nguyễn làm vô ích à. Ở Duy Nguyễn ngồi đây tốn các bạn 3-4 tiếng đồng hồ cũng mệt vậy. Thì phải gặt hái cái gì cho các bạn mà cho mình chứ. Nên nhất là mấy bạn trẻ tuổi. Mấy bạn trẻ tuổi các bạn cứ tự tin đi. Các bạn thể hiện suy nghĩ, quan điểm của mình về cái vấn đề đang trình bày. Thích nhất là các bạn trẻ tuổi. Còn các anh chị em lớn tuổi thì cứng cựa quá rồi. Chưa được nghe quan điểm của anh. Ủa, quan điểm của anh thể hiện nãy giờ rồi đó. Tức là khách mời nào lên anh cũng thể hiện sự đồng ý và sự không đồng ý. Góc nhìn khác. À, chữ ngu là cửa miệng của mày. Ờ, đúng rồi, thì mày ngu phải cho tao chữ ngu, đó là quan điểm của tao, mày không thay đổi được. Đúng không? Tao chả lóc mày đâu. Thì đó là quan điểm của mày, mày không phục thì kệ mày chứ. Đó. Tao cảm thấy mày ngu có vấn đề rồi đó, tao sao nói mày ngu. Đó là cái cách nói của tao rồi. Ông Sơn Tây tao cũng nói vậy thôi. Đúng không? Giờ chắc bên Mỹ ngủ hết rồi ha. Mở trễ quá mà. Giờ chắc còn ở Việt Nam thôi. Ở Việt Nam cái ý kiến mà nó đối lập nó ít quá. Nó không có nhiều. Bây giờ thích nói chuyện với mấy bạn bên Mỹ nói thẳng. Nó không ngại. Chế độ mới sẽ nhân từ lắm, người cộng sản sẽ không phải đi cải tạo đâu mà đi thẳng vào lò thiêu luôn. Lửa nào đốt cho đủ không? Thì theo ông người nào được gọi là cộng sản, đúng không? Đảng viên không là mấy triệu rồi, chưa kể gia đình của đảng viên tính sao đây? Thay đổi chế độ ngồi tù cà phê. Ngồi uống cà phê trưa thành đống thịt vụn vì bị khủng bố. Gì vậy? Trục xuất dùng từ là sai. Cái nấm chưa có quốc tịch Mỹ. Theo Duy, một người có hai con nhỏ, không có cơm ăn, mặc áo, mà bỏ bà già đi làm chuyện bao đồng, bị bỏ đói vu vơ, mẹ nấm cực khổ. Đúng, cái này nếu mà nói với anh á, thì em cũng đồng ý.
Tức là ở chỗ chú Hùng Phạm á, chú nói là bây giờ mẹ nắm là người làm vậy thì quá dũng cảm, đúng không? Thì dũng cảm ở cái việc làm em đồng ý, nhưng mà trách nhiệm ở gia đình là chỗ nào đó. Nên nếu mà nói về góc độ gia đình là một sự ích kỷ, em bỏ qua ngoài tay cái việc mẹ nắm là dùng nhận tiền hay là làm theo chỉ thị của cấp trên, cái đó em bỏ, em không bàn. Mà em chỉ bàn mẹ nắm đang làm một cái việc, đúng không? Mẹ nắm biết chắc là có thể ngồi tù. Vậy thì cái vấn đề hai đứa con và mẹ già sao? Nếu mẹ nắm giải quyết được thì mẹ nắm là anh hùng, còn nếu mà mẹ nên nắm giải quyết không được thì trong vấn đề này mẹ nắm là người ích kỷ. Đó, Duy nói chuyện rất là rõ ràng trong từng góc độ nha, đúng không? Các bạn phải đồng ý thôi. Thí dụ giờ mẹ nắm á, nói chung á, trước khi đi mẹ đã dặn rằng hai con cứ đi học đi, mẹ có 5 tỷ bạc ở trong ngân hàng đó, gửi sổ tiết kiệm cho hai con cứ rút tiền lời hàng tháng mà ăn học. Riêng mẹ già con đã để cho mẹ một cái biệt thự ở quê rồi, con đã tuyển người làm rồi, con trả lương cho bà đó 10 năm luôn rồi. Ở dưới quê có cái hồ cá, có cái trại gà, mẹ cứ bán hàng tháng đi sẽ gọi là có tiền sống. Còn giả sử như trại gà nó bị cúm H5N1 mà cá nó bị bệnh lỡ mồm lông móng gì đó, nó lật bụng lên giữa hồ, thì con sẽ trích cái tiền tiết kiệm của hai đứa con, ba người sống vẫn đủ. 5 tỷ một tháng thì một năm bèo bèo lời cũng phải là 500 triệu. Mà cho là 400 đi, 400 triệu chia cho 12 tháng, một tháng cũng ba mấy triệu, túc tắc sống qua ngày là cũng được. Còn bây giờ con phải đi làm việc lớn, con có nợ nước, con có thù nhà gì đó ABC, thì mẹ coi như chưa sinh con ra đời. Đâu, con hãy xem con như là hạt bụi, hãy coi con như là chiếc lá bay gì đó, giống như là bài Tống Biệt Hành của Thâm Tâm vậy đó, ok? Lúc đó nó khác. Đúng không các bạn? Tiền nuôi con đã có bọn ba sập lo rồi, lo gì nữa. Nói chung là mình đừng có đặt cái niềm tin vào một cái người nào đó mà rủi ba sập cho tháng này, ba sập không cho tháng sau rồi làm sao, đúng chưa? Bà nắm có tiền hải ngoại gửi mà anh, cái đó là em nói thôi, em có chứng cứ được gửi một tháng bao nhiêu không, đúng không? Đó, cái đó là do em nghĩ thôi. Thì anh tôn trọng suy nghĩ của em, nhưng mà cái suy nghĩ của em nó chưa chắc chắn để đưa anh đến khẳng định một vấn đề là số tiền hải ngoại có gửi về đủ cho mẹ nắm trang trải cuộc sống hay không nha. Theo anh, gia đình nhỏ mà không lo được thì đừng nói đến chuyện lớn, nhân quyền người khác. Thì theo anh nói là cũng đúng, đúng không? Em đồng ý với suy nghĩ của anh. Báo chí nói anh nè, thì báo chí nói, nhưng mà báo chí có dẫn được con số là bao nhiêu hay không? Nếu mà báo chí không dẫn được con số thì thằng viết báo đó cũng chỉ đoán thôi, đúng không? Em nên nhớ, báo là báo, mình đọc mình biết vậy thôi, nhưng mà đằng sau tờ báo cũng là một tay bút, mà một tay bút cũng là một con người, mà đôi khi trên đời này có mấy thằng đĩ bút nữa, đâu nó viết nó còn trách nhiệm, đúng không? Nếu mà tờ báo vậy, anh là tổng biên tập, anh sẽ đánh giá là mày ngu, tại vì mày viết một vấn đề mà để cho độc giả bắt bẻ, mày nói là gửi tiền ok, mà chứng minh đi một tháng nhiều, đúng không? Phải ghi rõ ràng ra số, cùng lắm mà đưa luôn cái checklist nữa, trong năm đó tháng 1 gửi bao nhiêu, tháng 2 gửi bao nhiêu, tháng 3 gửi bao nhiêu. Như thế mới là khoa học, như thế mới là ok. Nghe. Hay gì nói có lý không các bạn? Báo gì đam đam à. Nói chuyện công tâm vậy thôi chứ mấy ông nội muốn gì nữa. Trời ơi, giải thích hay không trả lời ba. Vì vậy đứng trên tư cách một người mẹ và người con thì việc mẹ nắm là sai hả anh? Đương nhiên rồi. Nói chung á, việc của mẹ nắm thì không biết, nói chung đúng hay sai là nó có được sự đồng tình của gia đình hay không. Nếu mà trước khi làm việc này á, mà mẹ nắm đã bàn bạc với gia đình và hai đứa con nhỏ rồi, mà hai đứa con nhỏ nó chấp nhận, nó ủng hộ việc làm của mẹ đó, nó chịu khó hy sinh cuộc đời nó, nói chung là có sự đồng thuận, lúc đó là mình không bàn nữa, là mẹ nắm đúng. Còn mẹ nắm lẳng lặng làm một cái việc mà hai đứa nhỏ nó chả biết giá một khi gì cả, đúng không? Đôi khi trong câu chuyện nó cũng bị lừa dối nữa, thì mẹ nắm sai nhen.
Minh Vũ sao nói em bị lét hoài vậy? Tối nay mình gặp nhau đi, mình hôn nhau, mình quay video rồi mình quăng về cho Minh Vũ coi nha em. Chưa tập à, nãy giờ đa muốn sắp mặt luôn, không vô phụ còn bị đặt nữa. Anh chơi kỳ quá, hôm qua em chạy xe ngoài đường là em ngồi em đồng hành với anh luôn á. Quá, nãy giờ để em đa mỏi miệng quá. Có gửi cho mẹ nắm nhưng ba que bên Mỹ góp 10 đồng gửi cho mẹ nắm 1 đồng. Anh nói chung chung quá, cái em cần làm biết danh sách gửi về cụ thể là bao nhiêu, đúng không? Thì mình mới nói chuyện được, mình nói với anh nó phải nói như vậy thì người ta mới không bắt bẻ được, đúng không? Chứ còn bây giờ mình cứ nói ừ cáo buộc là có gửi, mình chỉ là phỏng đoán thôi, mình không có được chứng cứ. Rồi dù Tân Thái vô nó bẻ đi rồi em trả lời nó làm sao, đúng không? Nó nói cái điều mày nghĩ chỉ là Duy Nguyễn nghĩ thôi, mày có chứng cứ không? Em cũng nín với nó luôn. Rồi mấy cái vấn đề không chắc em không làm đâu. Thế dù trong suy nghĩ của mình là có, nhưng mà mình không nắm được chứng cứ là bao nhiêu thì cái lý mình nó sẽ không cứng. Người ta bẻ người ta chết liền. Quê em ở đâu Duy? Quê hương em mang hình nang rẻ quạt, từng ru em những điệu hát trên sông. Anh Duy muốn kết bạn với anh trên Bigo thì phải làm sao? Thì em nhắn tin trên Bigo rồi anh follow nick em follow nick anh là xong là kết bạn rồi đó. Ủa em gái Bigo luôn đó hả? Gái Facebook thì tha chứ gái Bigo là năng thịt nhen. Chứng cứ ở tòa anh thì đúng rồi, bây giờ phải ra tòa mới biết mấy cái đó. Cái việc mà chuyển bao nhiêu tiền thì chỉ có mẹ nắm biết chứ cơ quan điều tra biết thôi, chứ mình dân khu đen có ai tiết lộ đâu. Bạn nào biết thì bạn chia sẻ đi. Hồi tối diễn đàn của chị Hà My chửi SML là sao? Anh lên chút. Nhưng biết ID mới nhắn tin được ạ. À, rồi em nhắn tin Facebook cho anh. ID của anh bên Bigo là Duy Nguyễn THOL, viết liền không giấu nha. Trời đất ơi, anh đang làm thợ săn và đi tìm con mồi đấy nha em. Em định làm con mồi của đời anh sao? Rồi mở Nuli luôn. Anh lên đi anh. Em ủng hộ anh hết tình hết nghĩa. Hôm nay em nhường cái diễn đàn buổi tối cho anh luôn rồi đó. Ông má không dám. Cùng anh làm ăn cũng xong, anh tự trách mình thôi. Sao giờ này ba em chưa về nữa, thật ghê. Cái gì má. Tự nhiên đang chơi một phút ba em chưa về, cũng vô đây báo cáo nữa. Rồi chào anh. Sao vẫn còn vấn đề mẹ nắm mãi à? Đúng rồi, mẹ nắm nó căng lắm anh ơi. Hai luồng ý kiến mà đang là phân định chưa biết thắng thua. Nhưng mà bên Mỹ tạm thời khuya quá đi ngủ. Thì nói như chú Hùng Phạm vừa nãy đấy, thì nói theo con mắt của một người gọi là dân thường, gọi là người trần mắt thịt, thì bảo là Việt Nam thua, đúng không? Nhưng mà theo phân tích của một cái người nào đấy rất là thông minh, theo anh thấy đấy là đây nó cũng vẫn là một chính sách giống như là ngày xưa Việt Nam mình thả cho người ta đi vượt biên thôi mà, để cho đất nước được bình yên, đúng không? Giống như là bây giờ trục xuất mẹ nắm ra khỏi đất nước, giống như trục xuất ra khỏi người mình một con vi khuẩn, một con vi trùng, nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Có nhiều bạn vẫn bảo là tại sao Việt Nam mình không bị nội chiến như Syria. Em đã bảo rồi, bởi vì ngày xưa Việt Nam mình đã cho được cái chính sách vượt biên, đúng không? Nó bớt đi, để cân đấy người trong nước thì nó nguy hiểm không? Mẹ, đúng không? Ôm bom trong người nguy hiểm. Ôm bom trong người nguy hiểm, đúng không? Thì thôi thì cho nó về mấy kho súng đạn. Đây là một chiến thắng, đúng không? Chưa biết là trên cái cuộc đời này mẹ nấm có làm được cái gì cho thế giới hay không, mà mất đi mà chúng ta cảm thấy thiệt thòi. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta cảm thấy là đất nước nó bình yên thêm được một tí rồi. Thôi thì bây giờ có nước sạch hay là cá sạch thì sang Mỹ đấy, thì nước sạch cá sạch. Đó. Và ở Việt Nam thì mẹ nấm có thể là một người gọi là đấu tranh để ăn lương. Mày có ngồi làm không? Ở Việt Nam thì mẹ nấm mới gọi là một người đấu tranh để ăn lương, còn sang bên Mỹ thì bây giờ đã đi cày để đấu tranh. Đấy, nó chỉ có cái nguyên tắc, nó chỉ có vậy thôi. Cho nên là đôi khi thì bây giờ thắng thua thì con đường nhà nước ấy, mình nói thật, đã bảo rồi, nãy giờ em đã phân tích rất kỹ đấy, là nếu mà nói về làm kinh tế Việt Nam chưa giỏi, nhưng mà nếu mà làm về chính trị thì Việt Nam làm chùm rồi. Những bước đi chính trị của Việt Nam nó là quá chùm rồi.
Rồi con bạn tên là Nguyễn Tất Trung bất đồng quan điểm với anh kìa, anh Luli đọc đi anh. Đâu Nguyễn Tất Trung đâu? Rồi đàn dạo đi. Phân tích của mấy thằng thông minh là bị trục xuất nghe vách cả lọ. Thì đấy thì bây giờ đấy còn cái nếu mà còn cái gọi là phân tích nào hay hơn thì chúng mày cứ phân tích ra. Có cái mẹ gì đâu. Tao nói thật chứ ở Việt Nam mà cứ đấu tranh như vậy, tao chỉ sợ nó sang Mỹ rồi nó lại đấu tranh dân chủ nhân quyền, là tại Mỹ này Mỹ mới lại mệt đấy. Ôm bom nhiều có ngày bom nổ. Còn chúng mày bảo là được thả cũng được, mà bị trục xuất cũng được, không sao cả. Bây giờ thì cái mọi việc đã qua rồi, ai muốn nhìn nhận theo cái hướng nào thì cứ nhìn nhận. Hiểu chưa Nguyễn Tất Trung? Anh có phản đối gì các chú đâu. Có âm mưu cách mạng màu sao anh Niu Ni Mỹ có thể nấn sâu vào vấn đề Việt Nam. Em có thấy đấy. Bây giờ đây mà những cái thành phần như mẹ lắm nên là còn bị trục xuất ra khỏi rồi, tức là tách ra khỏi Việt Nam rồi, có đâu nữa mà lấn sâu nữa. Lấn sâu nó phải gửi về. Chứ còn bây giờ là bị tách ra thì sao gọi là lấn sâu. Nó đạm một nữa kìa. Đâu. Nguyễn Tất Trung bị thả bị éo thả thì gì đấy? Bị éo thả thì nhận đi. Chụp cái con cù cạc. À bị ép thả thì nhận đi. Chụp cái con cù cạc. Thì bị ép thả cũng được. Có sao đâu. Tao có canh cho vấn đề đó đâu. Chúng mày cứ phải quan trọng cái vấn đề là gì. Bây giờ thả cũng được. Mà trục xuất cũng được. Miễn là nó bị ra khỏi Việt Nam rồi. Nó không còn là công dân của Việt Nam nữa rồi. Đúng không? Bị ép. Đúng không? Thì có cái gì đâu. Chừng nào mà đấu tranh chống cảnh sát Mỹ thì dân đen thì hẳn là những người đấu tranh dân chủ. Cái gì đấy? Chừng nào ở Mỹ mà đấu tranh chống cảnh sát Mỹ, lấy khăn nhúng nước mà. Dân da đen thì hẳn là bảo là người đấu tranh dân chủ. Tôi nói thật với các bạn nha, lui cái bọn mà gọi là ôm bom mà Mỹ nó là cái kho thuốc súng mà. Nếu mà nó giữ tốt đấy thì kho thuốc súng đấy nó không nổ. Nhưng khi nào mà chẳng may mà nó quay ngược lại đấu tranh dân chủ nhân quyền là Mỹ đấy, là Mỹ đau đầu đấy. Tắt nhạc tầng 1 đi, tầng 1 nằm chỗ đó. Anh chưa em, anh đang chờ em sức môi lồi rốn. Ủa, kiếm được em sức môi lồi rốn là gì anh Luli? Thì anh vừa đam em cái vụ là coi như là giàu có, rồi đẹp trai, thì thông minh, thì có xe mẹt mà không chịu lấy vợ sớm, sau này quá lứa lỡ thì vừa tặng em sức môi lồi rốn nào đó. Nó chửi anh trẻ trâu kìa. Anh có đồng tình với cáo buộc của Nguyễn Tất Trung nói anh trẻ trâu không? Thì mà tôi thấy anh Luli nhận rồi mà mày. Anh đâu có bỏ chối đâu. Có chối đâu. Đúng không? Tao nói thật, tao tuổi lợn. Tao vẫn còn trẻ thì có thể gọi là trẻ lợn, chứ đừng gọi trẻ trâu. Cái câu này của mày là sai rồi đấy. Có thằng Duy thì nó là trâu trẻ, trẻ trâu. Trục xuất sau... Mẹ nắm sao S1 đoàn được. Trục xuất sao không qua Anh hay Pháp mà lại qua Mỹ, nơi mà Việt Nam tị nạn nhiều nhất, chiến lược phải không anh? Má ơi, mày hỏi trên như hỏi tao, tao làm sao biết được đó là chiến lược hay chiến thuật. Tao cũng như mày, cũng đọc báo như nhau, làm sao biết được đâu là chiến thuật hay chiến lược. Thả mẹ nấm là bước đi chính trị. À, khoe cơ à? Mày khoe với anh không? Yeah. Thả mẹ nấm xong rồi, ai nói trục xuất là ngu? Nguyễn Tất Trung ơi, sao mày có thể chụp mũ như thế nhỉ? Tao nãy giờ tao rất là đồng tình với mày, đúng không? Mày nói ý kiến, tao công nhận. Tao nói ý kiến, mày cũng phải công nhận. Trong thì giờ theo như Nguyễn Tất Trung là không gọi là trục xuất thì gọi là gì? Nó gọi là được thả. Nguyễn Tất Trung cho cái khái niệm đi. Thả thì nó ở phải ở Việt Nam chứ. Nếu đã là thả đấy thì nó phải là ở Việt Nam đúng không? Thả sao lại phải đi ra Mỹ mà trong khi là đi ra trên giống như điếu cày đi trên dép than tổ ong để phải ngồi lên máy bay. Chúng mày đâu có hiểu điều đó.
Bằng bụng của anh chưa chắc to. À, tức là bị ép thả đúng không? Rồi tức là Nguyễn Tấn Trung nó nói là bị ép thả. Rồi anh Lô Ly có đồng ý không? Không đồng ý thì anh đưa ra cái quan điểm. Đồng ý luôn cho chúng nó đỡ cản nhà. Bị ép thả. Đồng ý luôn thì đỡ nhây đúng không? Rồi đỡ nhây. Rồi đó mày win rồi đó mày. Mày win mà mày win anh Lô Ly 1-0 rồi nghe. Có cái tấn gì đâu. Cứ tấn công đi. Tóm lại lũi nấm thúi thì vứt đi, nếu thả thì đợi 8 năm nữa nhé. Đúng rồi đấy, phải như là Đinh Hoàng Long này. Thả thì ở Việt Nam được, cần gì phải qua Mỹ. Vì kinh tế nên bị ép thôi. Nếu như vì kinh tế mà bị ép thì tức là trao đổi. Nguyễn Tất Trung hiểu không? Đó là trao đổi. Nếu ép có nghĩa là bắt buộc phải thả, trả được cái điều kiện gì. Đấy, cái này là mày lại sai rồi à? Mày bị mâu thuẫn rồi à? Vì kinh tế là vì kinh tế mà thả, tức là phải trao đổi, tức là tao thả mày mà ngược lại mày giả tao bao nhiêu, như thế không gọi là bị ép. Mỹ đại ca đại gia nói em nghe. Đấy, Lê Trần nói câu này anh thấy hay này. Nghe chị Lê Trần nói hay quá. Trời ơi, Trần Trung Nguyễn hôm nay em làm sao em lại gọi Lê Trần này, anh thấy như con trai sao em lại gọi chị được. Chứng minh nè, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mới qua Việt Nam mà thả người Úc đủ. Có liên quan gì không nhỉ? Hình như là tao thấy là trong cái vụ này là Bộ trưởng Quốc phòng mới qua Việt Nam 9 tháng về trước mà. 9 tháng về trước Việt Nam đâu có thả đâu. Không có, thằng này nó vui mà. Thì giờ tao nói rồi, mày mở lại đi. Bộ trưởng Quốc phòng qua Việt Nam ép Việt Nam thả người đúng không? Nói rõ đi, mày nói mập mờ quá. Anh Lê hiểu gì hết. Nhưng mà tao thấy là 9 tháng trước đó mình cũng qua Việt Nam một lần rồi. Mà tại sao không thả từ 9 tháng trước nhỉ? Mà lại phải lui đến 9 tháng sau mới được nhỉ? Mày anh nói mày ông Trâm, anh nói bà nó ông Trâm qua rồi năm ngoái đó. Không thả năm ngoái luôn đi. Không, nói ông Trung thì lại bảo là Tổng thống nên không nói việc nhỏ. Nhưng mà cùng là Bộ trưởng Quốc phòng đó. Nhưng mà ngộ nghe. Theo như em thấy cái vấn đề mà thả người thì Bộ Ngoại giao là hợp lý hơn chứ. Bộ Quốc phòng liên quan thủy gì tới cái chuyện mà hả? Bộ Ngoại giao chắc đó. Chắc là Bộ Ngoại giao không ăn thua rồi phải vác tàu sân bay ra dọa. bộ Ngoại giao là chỉ nói miệng, đối với Việt Nam là không ăn thua là phải hàng không mẫu hạm động ở ngoài biển bắt đầu mới thả nhẹ lắm. Gớm quá ta. Mà tao nghe nói như mẹ nấm sang đấy là Ngô Kỳ rất chào mừng đấy. Có khi nào là được kết đôi chúng ta? Cũng được. Mình bạn. Trai cho vợ gái cho chồng bước không đi. Nhưng mà có mỗi điều là ông Ngô Kỳ chưa kịp mua nhà để đón mẹ nấm về thôi. Em thấy ông Ngô Kỳ dạo này nói chuyện cũng có lý luận rồi đó. Ờ, riêng về nói về cái vụ mẹ nấm đấy là anh. Ủa? Thấy ngồi trên đấy nói hay đấy. Phân tích anh coi cái thử đây đang nói ai vậy? Ủa Thủy Lê nói ai với em? Não bạn bị bay hay bại não rồi là đang nói ai? Chắc nói Nguyễn Tất Trung ấy. Biết bao nhiêu người khác không trục xuất lại trục xuất mẹ nấm. Câu này mày hỏi tao cũng không biết nha. Nó là cái số thôi, đúng không? Để hôm nay chẳng may mà không về 80 nó về 81 thì chuyện bình thường, hỏi gì? Ngày nào mà chả có một con đà. Nghe đồn chú Ngô Kỷ còn trinh nên tính ra kèo đó. Mario lời rồi, đúng rồi, tự nhiên mua trâu tặng 2-3 con ngé luôn. lại tặng cho hẳn với con trâu mẹ nữa luôn. Nói bên Mỹ là gì, buy one get one free là nhiều rồi nè, này buy one get free luôn. Cả nghé loan nghé ba, có cả đủ bộ ba luôn. Ừ.
nếu mà nói nhà nước thả mẹ nấm thì khác gì xử án oan sai. Cái chuyện thả đấy thì phải là ở Việt Nam cũng được, ở Mỹ cũng được thì mới là thả, chứ còn đây một là ở Mỹ, hai là phải ngồi tù, thế tức là bị trục xuất chứ là gì nữa. Sao anh Chi Ghê Vê này muốn lên hay sao? Không biết anh ok là ok gì, ok lên hay là ok đồng ý dần nào. Anh Niu Ni nói em mới nhớ đấy, hôm qua em nghiệm ra ba con nô mà quên, tôi đánh nó về liên tiếp. Ôi mẹ ơi cày. Nguyễn Tất Trung cố lên em, anh ủng hộ em á. Chứ em đam kiểu gì mà thấy ông Luli không nhàn quá vậy. Ông đam mà sao phải cho ông vả mồ hôi luôn. Mới được nghe. Tao chưa thấy ai ở Việt Nam cho đi không. Có mỗi Nguyễn Tất Trung này thôi chứ có ai đâu. Nói trục xuất là nói bừa, nói ngang như mấy thằng ngu. Thì mày nói được thả cũng là nói bừa và nói ngang như mấy thằng ngu. Tao với mày chẳng có ai hơn ai cả. Đúng không? Tao nói trục xuất mày bỏ nói thả. Mày có cái lý gì hơn tao đâu mà mày bỏ tao ngang tao ngu. Mày nói tao ngang tao ngu, tao cũng có thể nói mày ngang mày ngu. Hoặc là tao có thể nói tao ngủ với mẹ mày. Nó cũng giống nhau. Bỏ mẹ cái từ trục xuất đi. Được, tao bảo tao bỏ cái từ trục xuất thì mày cũng phải đồng ý với tao, mày bỏ cái từ bị ép và thả. Đó. Vậy đưa ra cái từ chung đi, từ chung làm sao nữa. Mày đưa ra cho tao một cái từ chung đi để cho gọi nó dễ nào. Vậy đưa cái từ bị đuổi được không? Hay là đưa từ từ nhẹ nhàng nhất là bị tước quốc tịch, được không? Đặng Thanh Hồng có mỗi mình nó ở đây thôi để cho nó ngồi nó chơi. Anh nói ý cho thằng ba sọc nó cầm mồm. Ok anh Chi Ghê ra lên đi. Duy cho anh đi lên một chút đi. Cho anh rồi, rồi, ngồi em ơi. Anh đặt cái tên khó đọc quá. Gì? Che Guevara. Nhớ ông này chết rồi mà ta. Quá đặt cái tên. Anh đặt cái tên này anh lên những đèn nó chừng bị rì bọt nha. Nó rì bọt màu danh đó. Rồi, khi anh mới nói chuyện với Duy là cái thằng ấy nó ngu lắm, không trục xuất thì là cái gì? Khi mà một người mang rồi. Án là đã bị tước hết quyền công dân rồi, không còn quyền công dân. Nếu mà thả ra lại có quyền công dân là đã là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dạ. Thì là cái thằng Mỹ nó nhận cái con này á để nó làm đẹp cho cái con vợ của đồng chí Trung á. Đấy là cũng là cái mục đích thôi. Chứ nó cũng chả yêu thương gì cái con nấm cả. Mà bây giờ không bao giờ chấp nhận cái chuyện mà cái con này nó gọi là không phải là cái từ trục xuất cho nó. Nó là bị trục xuất. Chứ không phải được thả. Được tống tiễn ra khỏi đất nước Việt Nam. Thế cái đồng chí Trung Ngu có cái ý kiến gì là khỏi cái từ trục xuất không? Nó là trục xuất. Rồi Nguyễn Tất Trung đồng ý không? Đồng ý hết mời không? Rồi anh khách mời trình bày tiếp đi, nãy giờ có những ý kiến nào mà anh cảm thấy không đúng không thì anh cứ trình bày đi cho các bạn ở đây nghe.
khi mà nó nha, cái thằng Nguyễn Tất Trung ngu lâu thì cũng ngu vừa vừa thôi chứ đừng có ngu hết phần của chó nhá. Khi mà mất cái quyền công dân, nghĩa là cái con người đấy nó không được thừa nhận nữa, thằng Mỹ nhận con đấy về thì nó không còn là người Việt Nam nữa, mà nó không còn là người Việt Nam nữa thì đương nhiên là nó gọi là từ trục xuất. Nó giống như cái thằng mà nhảy lên xe ô tô biểu tình ấy, nó gọi là trục xuất, tại vì nó là công dân của Mỹ. Còn con này bây giờ cũng không phải là công dân của Mỹ, cũng không phải là công dân của Việt Nam, mà Mỹ nhận nó về để nuôi thì đương nhiên là nó là phải dùng cho nó là cái từ trục xuất. Nếu mà nó còn quốc tịch Việt Nam nhá, nếu mà cái người công dân bình thường thì có quốc tịch Việt Nam, nhưng mà cái người đang chịu án phạt tù thì sẽ không bao giờ là cái người không còn cái quyền công dân nữa. Mà Mỹ nó nhận đấy là cái Mỹ nó nhận con này về nuôi thì là chính quyền Việt Nam sẽ trục xuất nó sang nước Mỹ. Còn tại sao mà các nước khác không nhận? Tại vì các nước khác không nhận. Nếu mà thằng Trung mà kiếm được một cái từ nào á nó hay hơn cái từ trục xuất ấy thì mày cứ com lên. Nếu mà thằng Mỹ nó không nhận nữa thì con này sẽ thụ án đủ 10 năm rồi được thả tại Việt Nam. Từ anh luôn đi, em đang chạy sắp mặt rồi, em mở anh lên sẽ mở được ta. Rồi được rồi, chạy đi, cứ chạy đi để anh đam cho. Dạ đam đi. Nói với Nguyễn Tất Trung nghe này, thôi thì trục xuất cũng được mà thả cũng được, tao cho mày thắng được chưa, ý kiến đi cỏ éo gì đó. Em trả lời cho các bạn là tại sao bọn trục xuất thì lại chỉ sang Mỹ thôi mà không sang các nước khác. Thằng nào dám nhận gọi là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ngoài Mỹ nữa, nhỡ nhận mà Việt Nam nó tức quá nó cấm vận thì sao? Nó phải hiểu chứ, Việt Nam giờ đâu phải đơn giản đâu, chỉ có Mỹ mới đủ sức để nhận thôi, đúng không? Có cái gì ý kiến đi cò gì đâu. Bây giờ là chỉ có Mỹ mới dám nhận mẹ lắm thôi. Còn những nước khác như Anh, Pháp, cùi rồi. Nhận thì nhỡ Việt Nam nó bực nữa. Nó cấm vận chết à. Không có dại nha. Vãi cho Việt Nam cấm vận kìa. Rõ ràng, anh nói thật, bây giờ một đứa mà em đã ghét rồi, không chơi với nó rồi, mà nỡ được anh lại chơi với nó nữa thì em có ghét anh không? Ghét là cái chắc chắn đúng không? Tại sao không trục xuất mấy người khác? Từ từ mới đợi món hàng khác chứ, đợi vì bao giờ Mỹ lại phải chìa ra cho được một cái món hàng khác thì lúc đấy trục xuất chưa muộn. Có cái gì đâu mà ý kiến ý cỏ. Anh thấy cái này là Việt Nam bắt đầu biết làm kinh tế gì đấy. Mỹ nó biết. Anh thẳng tiện anh Nam, Vũ Quốc Kiệt giùm em đi. Tự nhiên em tập tạ cái nó bất đồng quan điểm chính trị với em, có nói chửi em kìa anh. À, bò cử ta à? Ừ thì mày không thích cử tạ thì thôi, có gì đâu. Ai gọi mày đâu, người ta có thể gọi là mày là bò không cử tạ. Quá chơi kỳ á bạn, bạn bất đồng quan điểm chính trị, bạn chơi bạn công kích sở thích của mình là sao? Chơi hèn lắm nha. Mày có biết bò bỉ không? Mày có biết bò bỉ không? Đấy, nó phải tập tạ được như thế thì con bò bỉ nó mình nhìn chỗ nào cũng thấy cơ bắp như thế đó. Hãy
Rồi nó hỏi anh sao không tổ chức thằng Quỳnh Duy Thức nè. Nguyên tắc chung người ta đã bỏ rồi. Bây giờ nó chỉ có 5.000 đô thôi thì nó chỉ được mẹ gọi là mẹ lắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thôi. Bao giờ nó phải chia ra thêm 5.000 đô nữa thì lại trục xuất Trần Duy Thức có gì đâu. Cứ từ từ. Rồi ý anh luôn đi là vấn đề là tiền. Vấn đề nó nằm ở chỗ này. Một người thì mày tốn như đây tiền, mà chỗ hai người phải số tiền nhiều hơn. Tiền rồi, ít cái đòi hít. Nói thật mày làm như thế là tiền ít cái đòi hít đấy. nó bỏ em là Red Bull là anh chịu thua vì anh đang mặc áo đỏ. Em mặc áo đỏ nó đúng á, chứ bình thường em mặc áo đen là anh đam nó rồi. Thôi cho nó đó. Hết cho nó đấy, anh cũng không đam nổi quả này. Rồi Nguyễn nó trông tiếp kìa anh, thằng này vui nè, thằng này được á. Mỹ nó muốn Việt Nam thả là phải thả, không nói nhiều. Ok, có tiền là có tất cả. Bây giờ tao nói thật, mày cầm bộ cầm khoảng 2.6-3 triệu đến đập mặt thằng Duy bảo đưa bộ tao bộ ba thần thánh đưa ngay, không ý kiến ý cò gì cả. Đúng rồi, hợp lý. Có tiền là có tất cả, anh có tiền là có quyền, cứ cầm 2.6-2.8 đến bảo đưa tao bộ ba thần thánh vip nhất gì vâng đưa ngay, có gì đâu. Cái đấy tao không phản đối. Mà tao cũng nói thật nhá. Nói thật đấy, bây giờ nói như chú Hùng hay là nói với anh em Việt Kiều ở bên Mỹ đấy, là có mẹ lấm qua là chuẩn bị lại mất một suất làm neo nữa, hoặc mất một cái suất làm nhặt non hay là làm ở trong công xưởng nữa đấy. Thêm người là mất đi một chỗ làm đấy. Mồm thì nói là ủng hộ rồi chúc mừng, nhưng trong lòng cũng đau lắm. Nợ kèm Nguyễn Tất Trung nữa kìa. Báo đảng có nói, có dám nói trục xuất đâu, mấy đứa phán bừa. Đảng mày phải hiểu, đảng lúc nào cũng phải nói chuyện rất là nhẹ nhàng, nói là nói đoàn hoàng tử tế. Còn tao đây là người dân đúng không, trong góc độ là người dân tao nói thẳng là trục xuất, nhưng đảng thì phải nói rất nhẹ nhàng, đấy là cho phép sang Mỹ. Ok được chưa. Đảng là người ta gồm toàn những người gọi là có ăn có học. Đảng là toàn những người trí thức, họ nói chuyện cũng rất trí thức. Mày không khen đảng thì thôi, mày ngồi đấy mày kêu ca cái gì. Tao không phải báo đảng. Báo đảng nói không nói trục xuất. Tao không phải báo đảng, tao cũng không phải người của đảng, nên tao nói là bị trục xuất. Được chưa, ý kiến ý cò gì nữa không? Tao đéo tin tụi mày, tao tin theo đảng. Ok, chúc mừng. Chúc mừng. Đảng đến lúc đảng nói gì phải nghe nhá, đừng có đòi đấu tranh dân chủ nhân quyền, nghèo thì đi làm nhá, đừng có suốt ngày ngồi chỉ đảng nhá. Tin nó phải tin như thế, chứ còn tin đảng mà lại cứ nay tin mai lại ngồi chỉ đảng như gì, nên là tao không có ưa đâu. Con người nói ra là phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình nhá. Chứ giờ đảng nói trục xuất kêu nó cút thì bên đây bạn nói đảng đéo có trí thức. Niu ni gào nhiều thế mà sao vẫn béo, ăn bơ nước nào thế? À Benny Nguyễn, nói thật đấy, gào thế gào nữa không sao, nhưng quan trọng là yêu nước là người cứ béo lên không ạ. À? Chứ còn phản động là thằng nào cũng gầy à. Có ăn bơ ăn sữa thế, ăn nữa thì nữa vẫn gầy à. Đảng chưa nói là tao chưa tin. Ờ, nhưng mà đảng bảo bây giờ là hợp tác với Trung Quốc, đảng bảo hợp tác với Mỹ là lúc đấy là cứ thế mà theo nha, đừng có mà phản đối nha. Mua bộ ba thần thánh đi. Đâu rồi, còn nữa không? Đúng rồi, như anh là bị là gọi là xuất khẩu lao động, còn như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh gọi là xuất khẩu tù lao động. À tù lương tâm. Việt Nam nó lắm trò, đúng là Việt Nam bây giờ kinh tế phát triển nên nhiều cái siêu.
xuất khẩu lao động sang bây giờ đến xuất khẩu cả tù lương tâm. Ừ, anh nói chuyện làm gì không có duyên chứ đâu phải như cái thằng nào đó ngồi nói chuyện sóc óc bỏ mẹ anh. Dân ngu cu đen ngồi đó phán bừa. Má ơi, tao nói thật, tao có thể là dân ngu thật nhưng mà cu của tao đen hay trắng là chỉ có tao mới biết nha. Đảng là gì thế hả Niu Ni? Câu này mình phải trả lời như nào nhỉ Duy nhỉ? Hay là mà đảng là gì thì mày phải đi hỏi đảng, hỏi gì tao? Tao có phải đảng đâu. Đảng là cầm 800 ngàn vô VPT đóng tiền để tham gia đảng gamer nghe. Không có đấy. Của anh hàng đẹp trắng đen là mọi người cứ từ từ khám phá mới biết nha. Anh không cái thích. Gì hàng anh màu trắng nè, anh bị thủng nước tôi vậy anh. Cái này là không thể tiết lộ được, là bí mật. Đảng thì phải có nhiều đảng, phải hỏi đảng nào. Đúng rồi Ngọc bé, anh đồng ý với em đấy, bây giờ phải hỏi đảng, phải nào đảng nào. Vậy mẹ Lấm bị ép thả hay bị trục xuất vậy Niu Ni? Ốt đủ. Cái câu này mày hỏi đi hỏi lại ngoài nhỉ, thằng Tất Trung. Tao đã nói rồi, mày bảo là thả thì đấy là quan điểm của mày, còn bảo trục xuất là quan điểm của tao. Còn mày tin đảng thì khi nào đảng nói cái gì thì mày tin cái đó. Ok chưa? Hài lòng chưa? Mà mày cứ nhây mãi cái chuyện thả hay là trục xuất, tao cũng thấy buồn cười quá ta. Đúng rồi, gia nhập đảng gamer là 800k nha em. Nhưng mà nếu mà được tham dự thường xuyên nên là chỉ có 450k thôi. Đúng rồi. Còn nếu mua combo của ba thằng Thấm là 2.6 triệu nha. Đó. Cứ có 2.6 triệu mang đến quất mẹ quân của Duy Nguyễn là nó lúc đấy là phục vụ mày như là thượng đế luôn. Còn muốn mà mông to đít bự vú khủng mà đỡ tạ đó là 6 triệu nha. Có vụ đó hả ta? Kệ nó. Anh nghĩ là Nguyễn Tất Trung là phải lên thay đổi câu hỏi một chút đi. Anh thấy nãy giờ đam cái vụ gọi là trục xuất hay thả mãi. Đúng rồi, Tất Trung nên đổi câu hỏi khác khó hơn đi. Chứ em hỏi câu đó ông trả lời nãy giờ 30 lần rồi. Ông đồng ý với quan điểm bị ép ông cũng chịu mà. Ông nhượng bộ quá trời rồi. Gái đẹp thì bao nhiêu hả Duy đó? 6 triệu. Cho loại 6 triệu đi rồi cầm tiền tới đây đi em. Cái gì mà nhà Phật má ơi, ở đây người ta đạo từ lưa hết rồi mà nói Phật không ai hiểu hết á. Khổ quá, đừng lâu tôn giáo vô ông nội ơi. Người nào theo Phật người ta mới hiểu chứ còn người theo tôn giáo khác người ta đâu có biết đâu. Mua 6 triệu về đủ đô quánh. Ấy Yến đi em, cái chuyện đó em gạt sang một bên chỗ khác nhá, diễn đàn khác, diễn đàn này không nói chuyện đó. Duy là nó độc tài lắm đó, vi phạm luật của nó là nó cho ra ngoài khổ thân. Như Duy nói hay đó, anh đồng ý với em là quả Việt Nam nếu mà phân tích theo gọi là thuyết âm mưu là sang đấy là có mỗi một cuộn nấm mà 100 đảng tranh nhau là hơi đau đầu đấy. Mà bây giờ rõ ràng là bắt đầu đã có nhăm nhẹ nhá. Đầu tiên đúng rồi. Nói chuyện về các con nấm cái là bắt đầu là cũng rơm rớm nước mắt rồi này. Thế rồi là thằng cha Thịnh Hội là đã lên là khoe công là ý là chuẩn bị là tập hợp đây này. Thằng nào chơi chửi anh đỉ kìa anh Duy. Bộ tưởng muốn làm đỉ là dễ hả em? Phải đẹp trai, thể lực tốt, sinh lý mạnh, khoai to, súng khỏe, đạn dược dồi dào, lắc mông đẹp nhanh mới làm đỉ được nha. Chuẩn đó, không phải đùa đâu. Còn riêng ai mà gọi anh đi làm ấy thì cứ chào lớn tiền đẹp thôi, anh lại còn khuyến mại thêm đấy. Gà
gái đẹp mà chịu chơi thì sao, Duy có thối lại tiền không? Nói chuyện này nhá, việc làm ăn là việc làm ăn nha, giá cả không được hạ giá một cách bừa bãi nha. Đàm Vĩnh Hưng bên Cali họ tẩy chay rồi anh Duy. Thì mình có thể trả lời cho bạn Tân Nam là sắp tới là bọn nó sẽ không được nghe Đàm Vĩnh Hưng nữa, thế thôi, tẩy chay thì khỏi nghe đi. Đàm Vĩnh Hưng chỉ cần hát ở Việt Nam thôi đã đủ sống rồi mà. Nói chung ngoài câu ấy ra là không còn câu nào nữa thì sao, mà lấy giờ không thấy cái comment nào luôn. Một ngày tập mấy tiếng em? Ngày anh tập tiếng anh. Ngày tập tiếng à? Sáng tiếng, tối tiếng. Trời, đêm có tiếng nào nữa không ta? Không, nhưng mà nói gì nói, nhưng mà anh nhìn thấy cơ bắp to quá anh cũng ngán nha. Nói về biển Đông đi, không biết có vũ gió. Mình nói hoài em. Ừ. Là một ngày mình nói đề tài thôi. Nói nhiều nó lõn, em hiểu không? Biển Đông mình thích tối nay lên bay Biển Đông cho. Biển Đông giờ đang im sóng, chúng mày cứ muốn dậy sóng làm chi? Chào Thanh Bình em nha. Diễn đàn có tiêu đề để phản biện chứ khách mời bảo ai hiểu thế nào thì hiểu, thì nên diễn đàn làm gì? Thì bây giờ ta nói mày phản biện thì cũng phải công nhận ý kiến của người ta chứ, đâu phải là cứ có của người ta có cái gì là mình phản lại cái đó đâu. Người ta nói đúng thì mình phải nghe, đấy mới gọi là phản biện. Đúng rồi, chứ bây giờ nó nói đúng mình cũng bảo là không. Bây giờ tao hỏi mày, tao gọi đây là bao thuốc, tao hút thuốc thì tao bảo thuốc ngon, còn bây giờ mày bảo mày không hút thuốc thì mày bảo hút thuốc có độc. Thì người ta biết cãi như nào. Có những cái vấn đề, có rất nhiều người, người ta có những quan điểm khác nhau. Mình phải tôn trọng quan điểm người ta, phải phản biện trên cái quan điểm là phải tôn trọng nhau thì mới gọi là phản biện được. Chứ bây giờ người ta nói ra cái gì mình bẻ cái đấy, chứ đâu gọi là phản biện. Đấy nó gọi là đập nhau. Không, cũng có những diễn đàn đập nhau vui lắm anh. Đúng không? Có những diễn đàn đập nhau vui lắm. Cũng có những diễn đàn phản biện. Em định tập yoga được không anh? Được. Vô đây đi anh chỉ anh tập vô, xong mình ra vô làm đẹp rồi. Anh là trầm thầy dạy yoga mà. Lưu Ly đẹp trai thế có vợ chưa? Nếu chưa tôi gả người yêu cho thôi, tôi không xài lại đâu. Cảm ơn Benny Nguyễn nha. Tôi khoái dùng hàng của tôi thôi. Chứ tôi không có quen cái xài lại nha. Thương Kim đi mua ba thằng thắng cho em, mua ao clip chưa? Chán món nấm rồi, ăn ghẹ đây, tổng chào. Ăn nấm rồi nào mà ngán. Bạn ba sọc nào thiếu kiến thức nói ngu thì nhớ mang nón bảo hiểm, không thì bị ăn đam tét đầu. Đâu có đam gì tét đầu đâu, mình lắng nghe thôi chứ mình đâu có đam gì đâu bạn. Cái nào đam mình sẽ nói đam, cái nào mình lắng nghe là mình lắng nghe. Bữa nay là chứ đâu có đam đâu, phải không? Chứ lắng nghe thôi. Ngô Việt Hà Ngô Việt Hà bảo anh Như Ly có nghĩ đến chuyện tập tạ không? Anh nói thật, anh phải làm cái gì đấy để thằng Duy này nó không bao giờ câu được tiền của anh đấy. Tập tạ là không qua thằng này. Quyết định không bao giờ tập tạ để thằng này nó không bao giờ câu được một xu của mình. Nghe hát nhà 500 tỷ có gì đâu. Tối nay tao mở diễn đàn nói với nó luôn, được nữa. Mà thích thì tao chịu. Má ơi, không nói gì cũng đúng luôn. Là...
sau một đợt vừa tàn sát và bây giờ nó lại phải lui lại nhá. Sau một đợt tàn sát quay là chảo, bây giờ là hết chảo rồi, bắt đầu bây giờ lại phải lui. Cho nên ngồi lắng nghe rất là nhẹ nhàng. Hàng họ hết sạch thì còn đâu nữa mà ra em ơi. Nói chung là câu được tiền của anh khó lắm, đừng đùa. Ngô Việt Hà hiểu không? Anh em thì anh em thật, nhưng tiền của thằng nào thằng ấy giữ à. Ông Lưu đi tối chỉ quá nha. Chỉ có những lúc người ta nó khủng khủng điên điên phải chịu thôi. Nghe nói bà gì trong quốc hội họp người dân ném quốc hội gì, bị người dân ném quốc vào mặt. Anh có nghe vụ này chưa? Nhưng mà cái vụ này ở đâu hả em? Ở trong quốc hội Mỹ hay quốc hội Việt Nam? Anh chưa nghe cái vụ này nha. Thì còn quốc hội nước ngoài mà nó cầm nó ném nhau là chuyện bình thường à. Thì em có biết cái câu chuyện ở bên Hàn Quốc này không? Bên Hàn Quốc này nó có hai đảng, là đảng Quốc Minh Chúng Ta với lại đảng gì nhỉ? Hai đảng cầm quyền, các hiểu không? Đến khi nó muốn quyết định một cái vấn đề gì đấy mà một đảng cầm búa tạ đứng ở cửa canh, một ông ở trong cũng ngồi gõ búa thông qua như thường. Đó, ở bên Hàn Quốc đa đảng đó. Kiểu như là hai đảng còn tranh cãi nhau về một vấn đề, cái đảng kia bắt đầu nó đông hơn, bắt đầu nó đứng, một thằng cầm búa tạ đứng ở cửa, kéo cho đảng kia vào họp nữa. Đảng này trong tự biên tự diễn, tự thông qua. Thế mà rồi nó vẫn chấp nhận. Ông mới đóng vai ba que, ông lên đường luôn nè. Lưu Ly chắc chắn lắm, chắc lắm, vợ ông còn sợ chưa lấy, không ai lấy được của ông đâu. Cái này là rõ ràng rồi, anh Nguyễn Minh. Cái này là rõ ràng rồi. Như thằng Duy đấy, nó chấp nhận chịu ngu để nó tự khênh tiền của nó, chứ nó nhất định không chịu để thằng nào khênh tiền của nó đâu. Lúc đam thì cộng sản, chứ tiền thì tư bản nhé. Đốt choán Tony, tiền là tiền đấy, không có chuyện dễ dàng gì đâu. Theo từ điển, trục xuất là đuổi ra khỏi một trường hay một quốc gia. Vậy New Lee đúng là đúng, vì ở đây là mô tả sự việc chứ không phải là mô tả một điều luật. Thực ra Việt Nam có cả luật để trục xuất nữa cơ mà, các bạn tìm hiểu kỹ đi. Việt Nam nó có tôi bảo luật. Tôi bảo Duy Nguyễn là tên thái giám chính trị Lưu Ly thấy đúng không? Đúng. Nói chung là chính trị mình lại gì mà nó quan trọng. Mẹ đừng có thái giám cho phụ nữ là thấy mẹ rồi. Nói chung nguyên tắc của Duy á là chính trị là nói để cho mọi người vui thôi. Còn cuộc đời của Duy vẫn là tiền với gái. Quan điểm Duy nhất quán đó là tuyên ngôn độc lập của đảng Gamer nghe. Nên cho dù bạn nói gì kệ bạn. Đối với tôi tiền và gái quan trọng nhất. Ngoài ra mấy vấn đề kia tôi quan tâm. Đúng không? Và cái gọi là cương lĩnh, tiếng ngon hơn là có hàng vô đam không? Gọi là cương lĩnh của đảng Gamer của Duy là có tiền là sẽ có gái. Đấy đúng không? Thì mình... Không thì mình có gái mình bảo tiền đó thì cũng có, thì là có gái và có tiền. Tuy. Khó lắm ba ơi, không phải đơn giản đâu. Anh em là đẹp trai, khoai to, súng khỏe, đạn dược dồi dào, rên hay. Anh sao được như em mà anh đòi đua cái này điểm này. Nhưng mà em thì lại thiếu đi cái gọi là có một cái yếu tố để mà bào tiền của gái mà em không có, đó là sự bỉ ổi. Thì em lại không có. Thiếu một cái đấy là em không thể bào nổi rồi. Đúng không? Ai bất đồng chính kiến mời lên chơi bạn ơi. Lắng nghe chơi thôi, các bạn nghĩ gì? Mình xóm em có biến một thằng đi chơi gà buổi trưa xù tiền không, những gà không chửi, không gì, không chửi đánh mà còn cho đi là sao, chẳng nhẽ HIV. Cái này anh cũng không hiểu nha. Xóm em có biến một thằng đi chơi gà buổi trưa xù tiền, không những gà không chửi đánh mà còn cho đi là sao. À, chắc là thằng đấy nó phục vụ khỏe mà. Ý đó là được trả ngược lại đúng không? Ừ.
mới đầu đó là con nhỏ đi khách thằng đó, mà giờ đó tay nghề cao hơn, thầm ra con nhỏ này đi khách thằng này luôn. Ủa thằng này đi khách nhỏ này. Giống như kiểu ngày xưa gọi là Thúy Kiều gặp Tư Hải đó. Là ai khách ai? Đầu tiên là Thúy Kiều gọi là Tư Hải là khách của Thúy Kiều, nhưng về sau ấy, Tư Hải mạnh quá rồi chưa? Làm cho Thúy Kiều ra ngẩn vào ngơ đấy. Sao ý nghĩa của đảng ghim thiêng liêng thế anh? Bây giờ như thế này, tại vì cái bạn hỏi bạn bên kia tên gì, tại vì hiện tại là nếu mà mình đang nhấn bạn là Nguyễn á, thì mình là chung chung lên tên. Nhưng mà nói với anh Bình nha, lúc nào cái gì nó có hai mặt của nó nha, đúng không? Một là thằng đấy chưa làm được cái gì, hai là thằng đấy quá khỏe. Cái gì nó cũng có hai mặt của nó, mình đừng có suy nghĩ một mặt nha. Hôm nay chủ nhận baseball kịp về hay không, nếu kịp về thì 10 năm tù là án, mà thả trước 10 năm là trả tự do, còn đi Mỹ là mẹ nắm chọn. Không, mình không đồng ý đâu. Mình nghĩ là mẹ nắm chả có quyền chọn đi đâu. Đúng là bạn từ đi hành bưởi thì nó cũng nhanh. Chừng nào bạn đưa được cái giấy tờ mà mẹ nắm có quyền tích cho một cái danh sách những các nước và mẹ nắm ký tên trước, xong rồi nhà nước approve sau, thì cái đó là mình mới tin bạn. Chứ còn theo như mình, cái logic bình thường là mình nghĩ trong vụ này mẹ nắm chả có quyền chọn lựa đâu. Không, không, cái này thì anh lại khác Duy nha. Sao anh? Cái này thì anh lại nghĩ khác. Việt Nam mình nó tương đối là áp dụng theo đúng tương đối là dân chủ nhân quyền đấy. Có nghĩa là mặc dù là trục xuất nhưng vẫn hỏi ý kiến của mẹ nắm có đồng ý hay không. Đấy, có chọn hay không. Giống như kiểu các câu lạc bộ đấy, các câu lạc bộ bóng đá đấy, muốn bán cầu thủ nào thì cầu thủ đó phải đồng ý sang câu lạc bộ kia thì mới bán được. Cầu thủ ta tự do ông ơi. Hóa còn này nó tù. Thì nó đang tù thì cũng đang nằm trong câu lạc bộ Juventus mà. Này nó chơi cho vui thôi chứ em thấy anh xạo xạo rồi đó. Còn Benny Nguyễn là nói là thái giám chính trị sẽ không coi ai là đồng đội, kệ nó, mày không bóp giá lung tung thấu. Đúng không? Sống ở đời hay cho nó là ai mà bóp. Đúng không? Quan trọng là mình không coi ai là đồng đội, nhưng mà quan trọng mình không có bóp giá lung tung. Còn đỡ hơn lúc nào cũng anh em đồng đội mẹ bóp từ lưa hết. Trong khi giá mình thì không bóp. Bóp giá thằng cái bên không. Sao Lưu Ly ơi là Lưu Ly là sao Trần Hà? Ai biết. Dạo này hàng cũng cùn quá, cùn nhảy quá, chả có hàng nào nói chuyện nó có ý nghĩa một chút. Đấy, ví dụ như nói như hôm nay chú Hùng Phạm nói mà cứ cái chuyện như thế đấy thì cũng thấy bình thường đúng không? Nhưng ông cứ lên ông là ông chửi là đảng cộng sản là độc tài hay là độc đoán. Như vậy thì người ta không phục, người ta chửi thôi. Còn nếu mà bình thường ba sọc lên, cứ lên trao đổi bình thường, những cái điều này chú thấy ở Việt Nam chưa được. Đấy, ngồi bàn luận với nhau thoải mái mà. Người Việt Nam được cái nè. Nói chung là quan trọng là không là cái diễn đàn phải có một MC hay nha em. Chứ còn diễn đàn không có MC thì họ nó đổ liền. Đây, có tối nay em làm MC vụ nhà hát hoặc vụ Biển Đông cho coi nè. Ừ, ok. Cái đấy hợp lý đấy, tối nay em nay đi. Phải có MC, phải điều đào, phải ngắt nhịp cho nó hợp lý, đúng không? Phải bố trí gà đá nhau đồ. Vừa lấy bố trí nhưng mà bố trí trung bình không nổi đúng không? Tại bên phía ủng hộ mà nắm ít quá, ít nhân lực quá. Nói chung là bên bển chưa có sự đoàn kết, đáng lẽ phải kéo quân vô 4-5 ạc luôn. Đó. Đấy đúng rồi. Nó phải đông. Được. Đấy. Chứ bên phản đối nhiều mà bên kia yếu quá là bên này dù có binh không binh nổi. Thí dụ em là MC đó, là em là đứng vai trò là cái như là nhượng bộ rồi đó. Em không có đam rồi. Chứ còn qua nhà của anh là em đam liền. Mày thế mày tiêu diệt nhà anh suốt. Để tối nay rủ anh chơi sân với anh sân tây với chú Hùng Phạm rồi, đông đông vô. Nó phải đông đông lần dễ thương cho anh lên luôn. Ông lên lên lại lại giải thích cho tôi cái này mà đã lên khách mời phải hiểu điều lên, mình cứ lên trình bày bên kia họ cảm thấy này,
có cái vấn đề gì, đúng không? Thì người ta nên người ta phản biện, đang lên lên toàn hỏi sống người ta gì? Không. Thằng kia nó ghi là gì? Sống trên đời phải có đồng đội mới thể hiện sức mạnh tập thể đúng nghĩa. Nói chung với tao là thần tượng tiếu ngạo giang hồ mày ơi. Nên mỗi người tư tưởng nghe, mình không cần phải bắt mày bắt giống tao giống mày hay mày giống tao chỗ này đâu. Tao thích là thằng tiếu ngạo giang hồ, gặp gái nào đẹp là quốc thôi. Nhưng mà ngày xưa anh làm sao anh lại không thích gọi là Mạnh Hồ Sung nha. Anh lại không thích cái nhân vật đó nha. Thích gì tao bảo hả? Ừ, anh rất thích Vi Tiểu Bảo mà lại do thằng Trương Vệ Kiện đóng đấy. Vi Tiểu Bảo phải do Trương Vệ Kiện đóng cơ. Ừ, nó đóng hài mà. Hay cái đó hài mà nó buồn cười, xem nó mới thú vị và hấp dẫn. Chứ còn Lệnh Hồ Sung anh không thích. Ở trong cái hiệp này anh thích Đoàn Dự này. À, tao nói thiệt mày biết là đinh Hoàng Long mày biết sao là lực quyêu thua Benny Trương không? Tao chỉ nói mày một câu căn bản thôi, tại vì Benny Trương là mấy an ninh mạng nó vô nó coi cá nồi, cờ đỏ vô coi cá nồi đó. Còn đối với một người như Duy Nguyễn mở diễn đàn an ninh mạng với cờ đỏ động rảnh vô coi mày, tao lại đi chưa đi những cái chiến trường khác. Tao chỉ nói mày đơn giản chừng đó thôi đó. Còn hầu như là mấy thằng trổ mất dạy tao phá mỏm hết rồi, nó không vô được. Còn bên kia đó là mấy thằng trổ mất dạy đứng dưới nó sủa, nó khác nhau. Em hiểu không? Mày ngẫm nghĩ coi, tất cả những cái hành động nào trên mạng xã hội đều có gì sự giám sát qua trên mạng hết. Đúng không? Còn trong khi anh là có dấu tích xanh rồi, anh được approve rồi. Nói chung là Di Nguyễn nó yêu nước rất là thánh thiện, không cần khe nó. Tại vì tao nắm trong tay hộ khẩu nó, tao không cần khe nó nữa. Đúng không? Nó cần gì nữa, cần gì phải điều quân qua thủ thành mày. Còn mấy ông cờ đỏ nói thôi mà, tao yên tâm với đồng chí Duy Nguyễn rồi. Đồng chí Duy Nguyễn chân cứng đá mềm, tao đông khe, tao đi qua mấy chỗ khác, lâu lâu vô coi giải trí thôi. Cái đó là sự khác biệt. Anh hỏi thật Duy, ví dụ Duy mà xem kiếm hiệp, Duy thích cái hình mẫu của nhân vật nào? Nếu mà nói về anh Hùng thì em thích Kiều Phong. Ừ. Còn nếu mà nói về gái gú em thích gì tao bảo, em thích Đoàn Dự. Tại anh gái bên Đoàn Dự nó thơm hơn anh. Gái bên Đoàn Dự nó tục tục mà nó đã hơn. Còn Di Tiểu Bảo thì nó mang tính chất chính trị nhiều, nó này nó kia. Còn Đoàn Dự con nào nó tươi không mà đã lắm anh. Nói chung anh cũng thích nhân vật Đoàn Dự. Kiều Phong thì cũng bình thường thôi. Kiều Phong đúng nói hiện tượng anh Hùng nói. Gái gú gì đâu. Đoàn Dự anh cảm thấy một cái nét gì đấy hào hoa phong nhã, thấy hay hơn. Mà cái tiếp nhân vật một cái kiểu cứ vô tình gặp được bí kíp đấy anh lại khoái. Ừ. Benny Trương nó chửi đảng quá trời thì kệ nó, đúng không? Người xấu xa mới chửi gì đâu, chửi ai đâu. Khổ thằng đấy thì Duy chỉ có chửi một câu duy nhất là ngu thôi. Cái đó là anh nói thật với Duy, anh nói thật với Duy nhé. Cho nó chửi cũng được, bởi vì sao mình cũng phải chấp nhận nó, vì tạo hóa nó sinh ra như mình, hai mắt hai mũi đầy đủ đẹp trai phong độ đúng không? Còn nó thì mắt lỗ mắt xịt, nó đã vốn dĩ nó đã bất mãn với lại cuộc đời rồi. Nó chửi nó chuyện bình thường, nó yêu đảng tao mới sợ đấy, tao mới nể. Chứ còn một thằng gọi mắt lỗ mắt xịt nó bất mãn cuộc đời, nó chửi đảng thì nó là chuyện bình thường, tao không care. Còn những thằng nào mà mắt mũi chân tay đầy đủ đẹp trai khoai to rồi súng đạn rồi dào mà vẫn còn quay ra chỉ đảng là tao mới thấy thằng đấy là quá tham. Nói gì diễn đàn xin lên mà không cho lên hay là diễn đàn tự sướng rồi đúng không? Đâu có đa chiều đâu, cứ lên anh nói chuyện đàng hoàng là phải lắng nghe nha. Có một lần anh thấy nó cũng có mời chị Thái Ngọc Nhiên, mà nó mời chị Thái Ngọc Nhiên lên mà có điều chị Thái Ngọc Nhiên chửi nó không đâu, mà đâu. bị nói đùa nói về cái trò này ấy, cả cho mọi người nghe nó mới buồn cười chứ. Lúc thì chị Thái Ngọc Nhiên lên chửi ầm cái nó biết nó kéo xuống ra bác bà Thái Ngọc Nhiên lại đổi một lượt à khác vào lại xin lên, nó mở lên cái nó lại thấy bà Thái Ngọc Nhiên nó vừa giật mình ú lại người bà ấy chửi cười vỡ mặt. Bữa nay pizza là con gà kia nó chạy rồi Đạt ơi. Doãn Chí Bình chỉ được mỗi một nháy thôi, xong là bị nó săn đuổi khắp mọi nơi, ăn thua cái gì, gọi là mèo mù vớ cá rán được có cái. Đúng à? Rồi, tự nhiên khùng khùng tôi thích Doãn Chí Bình. Mẹ mình phải hiểu là Doãn Chí Bình lúc đó là ở điểm nguyệt nhỏ Cô Long, nhỏ Cô Long đứng cứng nhắc là chỉ bành cái háng là thôi chứ có làm ăn được cái gì đâu. Tao tâm thích kiểu đó. Đúng thế. Không? Nó phải phải có nghe âm thanh được, hình ảnh được, phải có cái động tác này nọ kia. Nó mới phê chứ. Chọn Chí Bình thua.
giống như mình thế thôi, đánh cờ phải gặp cái thằng nó gọi là biết đánh một tí, nó vần qua vần lại nó mới ra nước. Còn đằng này mẹ có một mình nó cứ để đấy cho mình ăn mình vồ, thế thì còn gì là thú vị. Cho nên thằng nào mà thích Doãn Chí Bình, anh bảo là cứ về mua mẹ thịt ba lạng thịt ba chỉ, em khoét cái lỗ đấy, cứ thế thôi. Thế là chả phải lấy vợ lấy con làm gì, suốt ngày cãi nhau. đây một cái được. À, chú Hồng Phạm vô nữa nè. Đâu, chú Hồng Phạm đâu? Chắc phải kết bạn chú Hồng Phạm để chú Hồng Phạm vô biết quá. Chú chưa ngủ, chú Hồng Phạm lên chơi nữa không chú Hồng Phạm? Không, chú Hồng Phạm hôm nay khen chú Hồng Phạm với anh Sơn Tây dạo này rất là tiến bộ. Hình như có vẻ như các chú đã thay đổi cái chiến thuật thì sao đó. Mình Sơn Tây nhưng đi đâu điện công cũng chọt ra những vấn đề cũng nhức háng chứ bộ giỡn hả? Anh Sơn Tây chính ra là người nếu mà nói về chất ấy mà gọi là nhẹ nhàng, anh Sơn Tây là lịch sự và nhẹ nhàng nhất, mà mang cái tính chất là vẫn cũng gọi là diện có thể chơi được đúng không? Ừ. Anh ấy nói chuyện được. Đàng hoàng. Ừ. Cháu nói chú Hồng Phạm, chú có thể là không ấy, bọn cháu trẻ, bọn cháu chả muốn chửi bọn chú lớn tuổi đúng không? Nhưng các chú cứ thể hiện đúng cái tư cách giống như cái tuổi tác của chú đi, chẳng ai chửi. Nên nói chuyện, chú cháu ngồi nói chuyện với nhau, một Việt Kiều Mỹ, một người trong nước, một người ở nước ngoài. Vui mà. Nói chuyện với nhau có phải là vui không? Mà việc gì mà cứ vì cái chính trị, chính em lật thì không lật được, cuối cùng rồi. Suốt ngày bị bọn trẻ Việt Nam nó chửi. Anh Niu Ni thích vợ như Võ Tắc Thiên phải không? Chửi là mất vui rồi. Chú Hồng Phạm lên nói vụ Trung Quốc nằm vùng đi, chắc chú nói chơi thôi chứ chú cũng không có chứng cứ đâu. Chắc chú nghĩ vậy thôi à. Mà có tại có vì chú nói nhịn không? chú nói nhịn mặt anh nào gì mà lắm lét giống tàu cộng. Anh ở miền Bắc mà không biết là có tí nào ở bên tàu không, chiều khi gốc mà mấy chục đời quá là trước di cư không anh, vì thế ai biết được tổ tiên. Ủa anh ở miền Bắc anh đã đồng loạt bằng hay ở núi anh? Anh ở Hải Dương, cách quê ông ngoại em có chút xíu. Hải Dương là cũng đồng bằng rồi. Hải Dương biển là đồng bằng 24 phải không? Hả? Số xe 34. Số xe là 24 phải không? 34 hả? Ừ. Không, em thấy đấy, ở trên nếu mà nói đúng ra người Hải Dương chưa có người nào làm vua, đúng không? Ở Hải Dương anh khẳng định chưa có ai làm vua trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam. Thế nhưng mà Hải Dương xuất hiện rất nhiều các cái nhân tài hiền sĩ đó. Xuất hiện ở Hải Dương như là Nguyễn Trãi, như Phạm Ngũ Não, như Yết Kiêu, sau này thì có Trần Phú. Mà cũng chưa có ai làm phản nha. Thế mới ác. Cái đất Hải Dương nha anh, nó hiền hòa cỡ đó. Trung nghĩa. Không, cái đất Hải Dương nó rất hiền hòa. Nó 24 Lào Cai. Đúng rồi, Lào Cai là có Sapa đúng không? Có con đường cao tốc bự Chà Bá luôn. Đường cao tốc Lào Cai Hà Nội thôi. Chào bác Cân Chu nha em. Hôm nay có đi đâu chơi không em? Ủa Lào Cai là nó trên núi hả anh? Lào Cai là ở núi, toàn núi đồi. Vậy sao làm cao tốc được anh? Là cao tốc nó cũng uốn lượn, nó cũng lên xuống vậy hả? Thì anh cũng không rõ về địa lý lắm. Người ta làm đường thì người ta phải ấy. Bây giờ hình như là cái đường cao tốc Hà Nội Lào Cai đấy là nó toàn đường thẳng, người ta toàn chạy đường thẳng không à. Làm gì đồng bằng, không có cái hầm nào sao? Bữa nào Di thả kèo visa cho Lâm Lâm biết. Nó lâu lâu cũng ăn em mà. Chấp bao nhiêu điểm mà anh? Chấp đến 80 điểm á. 70 à. Trời ơi. 80 là gần nửa đường rồi, tâm lý cứng lắm sao lắm anh. Đâu nó đi cơ 10 thôi là mình giật găng rồi. Đúng không? Nó đi cơ 10 là phải đi cơ 20. Áp lực lắm cũng được đâu. Sa Pa là cao nhưng Lào Cai không cao lắm. Ủa vậy từ Lào Cai đi lên Sa Pa nữa, đi dễ không? Xa không? Anh cũng chưa đi cái vùng đấy bao giờ, nhưng nói là ở Sa Pa nó có tuyết rơi mà. Thỉnh thoảng hàng năm có du lịch đẹp lắm, mấy con nhỏ ghệ nó đủ em đi hoài à, mà em chưa hình dung ra được ngoài đó đi sao nữa. Nghe nói quan sơ gì đó. Ở đấy thì nó rồi, không xây dựng có nhiều ấy. Này nó kia. Ở đấy nó đa số nó xây dựng cái kiểu homestay em hiểu không? Nó không phải là khu đô thị. À. Nhà cho thuê đúng không? Nhà dạng nhà cho thuê ở những cái núi nước nọ kia nó rất là đẹp. Ủa vậy thì theo kinh nghiệm của mấy anh ngoài Bắc á, thì mình đi Lào Cai mình đi sao cho nó an toàn? Chứ đồ núi núi ghê.
thì nó bây giờ đường lên thị trấn Lào Cai nó làm an toàn gì mà chỉ có dân đi phượt đấy, thì nhiều khi đi vào những cái vùng nó quá hẻo lánh ấy, thì nó nguy hiểm thôi. Nhưng mà người ta có 30 km nhưng rất khó đi. Khó đi về sao đi? Sa Pa cuối tuần có chợ đêm dân tộc, nhiều gái xinh lắm. Gái xinh người ta ăn mất tiêu rồi mẹ ơi. Tới mày là coi như nước mấy chục. Không, nếu mà lên Sa Pa mà ngắm gái xinh đấy thì là các bạn nó vẫn còn cùi bắp lắm. Phải lên Bắc Hà. Đấy, phải lên cái khu gần gần ở góc mà tam giác giữa Lào, Việt Nam, Campuchia, Lào, Việt Nam, Trung Quốc đấy. Gọi thung lũng Bắc Hà đó, nên đấy con gái mới xinh, con gái ở đấy theo kiểu nó pha tí người Trung người Chiết vào đấy mà nó vẫn còn cái nét gì của dân tộc, xinh lắm. Yeah. Mà đấy nó quan trọng là do lái ẩu. Ở đấy nó còn có tục bắt vợ nha. Yeah. Má bắt về nó hiếp người ta. Ai biết? Anh chưa trò đấy, nhưng ngày xưa đấy cái tục bắt vợ đấy là chỉ có người dân tộc với nhau thôi, nhưng dạo này nó biến tướng là có nhiều thằng người Kinh cũng lên lấy bắt vợ. Má yeah. Nó bắt xong cái hôm sau có thả, còn thả ra còn cái gì không chịu. Đi Sa Pa đường lên hơi khó nên đi xe máy với ô tô không đi được. Ủa vậy du lịch nó đi sao? Nó có cáp treo không? Đường lên Sa Pa người ta có đường ô tô mà. Mọi người nói mà vẫn còn đường khó là không đúng rồi. Sa Pa nó đất du lịch nên làm đường lên ô tô. Tự nhiên anh em mình đang nói vấn đề gái gú du lịch, thằng kia nó vô nó chửi được hai thằng luôn anh. Thằng nào? Thằng Hắc Long. Quá vô chửi được hai thằng luôn. Vãi. Em gọi lại cho anh nghe hotline. Trời ơi. Kinh quá ta. Đó, Úc Trên, có lộn có tiền. Nhưng mà không có tiền cho Úc Trên, có tiền cho Úc Dưới nha. Trò bắt vợ Duy Nguyễn chơi hôn, chơi sao thua là bị gì? Gái kia mà làm được gì đâu à Phương Anh. Vậy thôi thì mình nghỉ đi rồi kiếm okay, okay. Tối mình đam gì, tối đam okay. Nhà hát hay là Biển Đông, thích vấn đề gì thì đam vấn đề đó thôi. Có phải có nhà hát hay Biển Đông nó cũng chìm rồi, tối đam nhà hát đi. Nhà okay, hát nó cũ nhưng mà đam lại có chuyện để nói nữa nè. Ừ. Rồi bye bye, tạm biệt mọi người nha.